hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1326, khách sạn này có vấn đề. Có một câu, pháp luật không xử số đông, mà đây cũng là một câu nói thâm căn cố đế trong lòng mọi người. Cũng vì thế mà dù là kẻ nhát gan khi ở cùng số đông thì cũng lớn gan, vì ai cũng cảm thấy đi theo số đông sẽ chẳng có vấn đề. Nhưng lúc này rõ ràng là bọn họ đã nghĩ sai, Hạ Thiên vốn cũng không phải là người nói lý lẽ, bây giờ tâm tình của hắn không tốt lại càng đừng hy vọng hắn nói lý lẽ hạ thiên cũng không nói nhảm với đám hơn trăm người kia hắn trực tiếp giải quyết á à, đau đau quá má ơi ai đánh tao con bà vô tình những tiếng kêu gào thảm thiết tiếng la mắng chửi bới vang lên liên tục bên ngoài khách sạn vốn có một đường cảnh giới phần lớn đều đứng trong vòng cảnh giới không ra ngoài lúc này trong vòng cảnh giới liên tục vang lên tiếng kêu gào đám nam nữ cùng kêu la ngã xuống đất mà đám người đứng ngoài vòng cảnh giới dù có kêu gào hay không cũng bay qua không trung phóng vào bên trong mà những kẻ bên trong kêu gào thì bị hạ thiên đạp bay đám người không lên tiếng thì hắn cho đãi ngộ rất tốt chỉ là ném bọn họ vào bên trong nhẹ nhàng tiếp đất không có vấn đề gì xảy ra lúc này không có lệnh của anh các chú nếu dám bước ra khỏi đường cảnh giới anh sẽ cho ăn đòn hạ thiên lại nói lúc này trong hay ngoài khách sạn đều rất yên tĩnh không thể nghi ngờ chiêu thức vừa rồi của Hạ Thiên thật sự chấn trụ tất cả mọi người, lúc này ai cũng ý thức được hắn tuyệt đối không nói đùa. Mười phút trôi qua, chợt có âm thanh bất mãn vang lên. Cậu là ai? Sao đánh cả nhân viên công tác của nhà nước? Tôi là Á. À. Hạ Thiên lại tung một đá, đối phương văng ngược trở lại. Anh đếch cần biết chú là thằng khốn nào, đừng làm phiền anh, thành thật một chút, đừng làm ồn, anh ghét phiền phức. Điền Bác Phong lúc này xuất hiện ở cửa khách sạn, hắn nhìn người đàn ông trung niên bị Hạ Thiên đạp ngã chúi đầu xuống đất, sau đó trợn mắt há mồm. con bà nó, đây là phó chủ tịch thành phố Nhạc Nam, vì nơi này phát sinh vụ nổ mà phó chủ tịch chạy đến chỉ huy hiện trường. Tất nhiên vấn đề chỉ huy chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, chỉ chứng tỏ có nhân viên của quận đến xử lý mà thôi. Audio điện tử võ tấn bền Dạ Ngọc Mị lẳng lặng đi đến sau lưng Hạ Thiên, lúc này vị trí của Hạ Thiên đã ở bên ngoài đường cảnh giới, bây giờ bên trong quá đông, vì vậy Dạ Ngọc Mị mới chạy ra. vốn có vài tên cảnh sát định ra tay nhưng khi thấy phó chủ tịch thành phố bị Hạ Thiên đánh cho bầm mặt, vì vậy cũng thức thời không dám làm gì. bọn họ cũng không ngu mà chĩa đầu ra ăn đòn. khi thấy Dạ Ngọc Mị đi đến bên cạnh Hạ Thiên, Hào Phỉ Phỉ cũng cẩn thận đi ra. tổ trưởng Hạ sao phải hủy khách sạn này? Hào Phỉ Phỉ khẽ hỏi. khách sạn này có vấn đề. Hạ Thiên thản nhiên nói: Trước đó Thẩm Vân hô cứu mạng, cũng không có người quan tâm, tôi đánh vài thằng ngu cũng không ai quan tâm, sau này đám người kia đều biến mất. Chuyện lớn như vậy mà khách sạn này lại không biết, sau đó còn phát sinh bắt cóc, nổ bom, chỉ cần nhìn là biết có liên quan đến khách sạn này. Tôi tin chỉ cần thẩm vấn đám người ở đây, có thể tìm ra manh mối xử lý những thằng ngu kia. Tổ trưởng Hạ nói đúng, khách sạn này thật sự có vấn đề, Thẩm Vân cũng đã nói Hình như trong khách sạn này có người của tổ chức kia." Hào Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi. "Nhưng, tổ trưởng Hạ, bây giờ nơi đây có vài trăm người, thẩm vấn nhiều quá cũng quá nhiều việc." "Sẽ có người đến." Hạ Thiên thuận miệng. "Đám cảnh sát kia cũng giữ lại sao?" Hào Phỉ Phỉ chợt hỏi. "Đám cảnh sát kia phần lớn đều có vấn đề, tất nhiên phải giữ lại thẩm vấn." Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tóm lại bây giờ ngoài ba chúng ta, tất cả bọn họ phải tiếp nhận thẩm vấn, tôi không tin không tìm ra những thằng ngu kia. Hào phỉ phỉ không nói gì, Hạ Thiên có thủ đoạn rất ghê gớm nhưng nàng lại thầm tán thành, tối nay nàng luôn tìm được đường sống trong cái chết, điều này làm nàng không còn tín nhiệm cảnh sát. Nàng có thể xác nhận trong đám cảnh sát chắc chắn có người cấu kết với tổ chức sát hại thẩm vân, chẳng qua nàng không biết xác nhận ai mà thôi. Đúng lúc này mặt đất chợt chấn động, vô tình ai cũng tưởng rằng có động đất, nhưng sau đó bọn họ nhanh chóng phát hiện đó không phải là địa chấn, mà là những tiếng bước chân. Đây là những tiếng bước chân chỉnh tề và cực kỳ có lực, bọn họ đang tiếp cận về phía bên này. Ngay sau đó đám người ở ngoài khách sạn thấy một cánh quân vài trăm tên mặc quân phục chạy đến, mỗi người đều võ trang đầy đủ, người còn chưa đến mà bùng ra uy áp cực mạnh làm lòng người bất an, không yên. Phân đội trưởng Tống Quang trấn phân đội hắc báo ở thành phố Nhạc Nam xin ra mắt thủ trưởng vị quân nhân dẫn đầu đi đến chào Hạ Thiên, sau đó chợt hô lên nghẹn ngào. Tiểu thư sao? Bất chấp sự có mặt của Hạ Thiên, Tống Quang Trấn chợt quỳ xuống với dạ ngọc mị. Tham kiến tiểu thư, tình cảnh quỷ dị này không những làm cho người xem phải khiếp sợ, ngay cả Hạ Thiên cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tên đội trưởng phân đội hắc báo này lại là. Người của Tống ra, đứng lên đi, xem như tôi không có ở đây, nên làm gì thì làm. Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng mở miệng, Giọng điệu lạnh băng, nhưng có thể thấy nàng cũng bất ngờ. "Vâng, tiểu thư." Tống Quang Trấn đứng lên, đã cung kính hơn vừa rồi. "Biết tôi ở đây là được, không cần để lộ tin tức cho ai." Dạ Ngọc Mị lại bổ sung, "Vâng, tiểu thư." Tống Quang Trấn cung kính trả lời. Dạ Ngọc Mị không nói gì nữa, Hào Phỉ Phỉ lại ngây ngốc, lúc này nàng mới hiểu, không riêng gì lai lịch của Hạ Thiên là không nhỏ. Ngay cả người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp bên cạnh hắn cũng có địa vị rất lớn. Tống Quang Trấn, cho người của anh canh giữ khách sạn này, không có lệnh của tôi, không cho ai đi ra, nếu có người muốn đi qua, bắn vào chân, nếu phản kháng, bắn vào đầu." Hạ Thiên nhàn nhạt nói. "Vâng, thủ trưởng." Tống Quang Trấn lĩnh mệnh rồi đi, sau đó khách sạn bị bộ đội đặc chủng vây quanh. Lúc này tất cả súng ống của cảnh sát bên trong đường cảnh giới cũng bị thu dọn, dưới họng súng của đám quân nhân đám cảnh sát không dám phản kháng, điều duy nhất có thể làm là gọi điện thoại tố cáo hay xin sự trợ giúp. Lúc này trước cửa khách sạn, nữ cảnh sát duy nhất của tổ trọng án là Vương Hà đứng lên với vẻ mặt khó coi, lúc này nàng có chút hối hận, vì nàng phát hiện, thật sự không cần sự trợ giúp của cảnh sát thì Hạ Thiên cũng tìm được người. Nhìn đám quân nhân đặc trùng vác súng đứng canh giữ, ai cũng kinh hãi lạnh người, cũng không dám thở mạnh. Phần lớn mọi người đến lúc này đều không biết có gì xảy ra, Bọn họ càng nghĩ mãi mà không rõ, không phải khách sạn bị nổ sao, có gì mà náo loạn lớn thế này. Khi mọi người đang cực kỳ bất an thì có vài chục chiếc xe dừng lại xếp thành hàng trước khách sạn, cửa xe mở ra, mỗi chiếc xe đi ra bốn năm nam nữ mặc tây phục. Cuối cùng hơn trăm tên nam nữ tây phục dùng nhau đi về phía khách sạn. Đi đầu là một người đàn ông hơn 30 tuổi, bộ dạng rất tinh anh, khi thấy Hạ Thiên thì nhanh chóng tiến lên, đi đến trước mặt. Tổ trưởng Hạ Tôi là Lữ Kính Tùng của Long tổ, tổ trưởng Mộc phái tôi đến." Người đàn ông này khẽ nói ra thân phận của mình. "Tổ trưởng Mộc đã nói với tôi, không biết anh còn phân phó gì khác không? Nếu vợ tôi đã nói vậy, các anh cứ dựa theo đó mà làm." Hạ Thiên rất yên tâm với sắp xếp của Mộc Hàm, cuối cùng hắn hỏi, "Có đưa người vẽ chân dung đến không?" "Vâng, có." Lữ Kính Tùng vẫy vẫy tay với một người đàn ông sách theo cặp công văn cách đó không xa đến đây. Không cần cho hắn ta vẽ, đưa giấy bút cho tôi. Dạ Ngọc Mỹ lúc này chợt nói. Hạ Thiên có hơi sướng sờ. Em chân dài, chỉ biết vẽ chân dung sao. Dạ Ngọc Mỹ thật sự vẽ rất tốt, chỉ sau vài phút thì nàng đã vẽ ra Hoàng Tĩnh Di, rất sống động, giống như Hoàng Tĩnh Di đứng trước mặt vậy. Này, cố gắng tìm người này, nhớ kỹ, người này rất nguy hiểm, các người không được bắt, cũng không cần cố gắng bắt, gặp đối phương thì báo cáo cho tôi là được. Hạ Thiên đưa ảnh của Hoàng Tĩnh Di cho Lữ Kính Tùng rồi phân phó. Lữ Kính Tùng nhận lệnh bước đi, sau đó phân phát ảnh, cuối cùng dẫn người đi vào chiếm giữ khách sạn Hồ Nguyệt Lạc. Vài trăm phòng ở khách sạn Hồ Nguyệt Lạc chợt trở chợ thành phòng thẩm vấn, hầu như cùng được thẩm vấn, còn thẩm vấn ra sao, Hạ Thiên không quan tâm, hắn chỉ cần một đáp án, hắn muốn tìm ra hung thủ, sau đó xử lý bọn họ. Tôi đi ngủ một giấc, trời sắp sáng, Hạ Thiên ngáp một cái, hắn về lại phòng, dạ ngọc Mỹ cũng đi theo, hào phỉ phỉ có hút trần trừ, lần này nàng không kịp đuổi theo. Nàng đi vào đại sảnh lầu một, thấy không có hạ thiên, chỉ có mười mấy người, vì vậy nàng tìm ghế sa lông ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại, bấm một dãy số. chương 1327, tất nhiên là độc dược. Phỉ phỉ, cháu không sao chứ? Điện thoại nối thông rất nhanh, hào phỉ phỉ còn chưa kịp nói thì bên kia đã chuyển đến âm thanh. Trong lời nói khó thể che giấu sự quan tâm với Hào Phỉ Phỉ. Chú, cháu không sao, nhưng bên này xảy ra chuyện lớn." Hào Phỉ Phỉ khẽ nói. "Chú đã biết rồi, chú đang đến, 2 giờ nữa sẽ đến thành phố Nhạc Nam." Người đàn ông ở đầu dây bên kia chính là người chú của Hào Phỉ Phỉ ở cục công an tỉnh, là phó cục trưởng Hào Hồng Quang. "Sao?" Hào Phỉ Phỉ chợt kinh hoàng. "Chú tự mình đến à? Sự việc náo loạn, chú không đến không được, vụ án lần này nổ ra mà cảnh sát lại không ra tay." như vậy thật sự rất xấu hổ, cũng không thể nói rõ ràng với công chúng. Hạ Thiên đã không tin tưởng vào cảnh sát địa phương, chú đành phải tự mình mang theo một tổ chuyên án xuống thành phố Nhạc Nam, đại biểu cho cục công an tỉnh hợp tác với cậu ấy. Đầu bên kia vang lên giọng nói có chút bất đắc dĩ của Hào Hồng Quang. "Phỉ phỉ, cháu là rất tốt, ít nhất là bây giờ Hạ Thiên vẫn còn tin tưởng cháu, nhớ kỹ, dù Hạ Thiên có làm thế nào thì cháu cũng phải phối hợp, hiểu chưa?" "Vâng, cháu hiểu." Hào Phỉ Phỉ vội vàng nói: "Hiểu là tốt rồi, chú ý vấn đề an toàn, đợi chú đến rồi nói sau." Hào Hồng Quang hình như cũng có chút mệt mỏi, nói xong cũng cúp điện thoại. Hào Phỉ Phỉ khẽ thở ra, biết Hào Hồng Quang sắp đến, nàng tất nhiên sẽ an tâm hơn. "Trưởng khoa Hào." Một âm thanh trầm thấp vang lên, thì ra là Điền Bác Phong. Nơi đây có tổng cộng vài trăm người, vì vậy tạm thời còn chưa tiến hành thẩm vấn với tất cả mọi người. Lúc này Điền Bác Phong và đám nhân viên tổ trọng án cũng còn chưa được tiếp nhận phỏng vấn, còn đang đứng trong đại sảnh. Tổ trưởng Điền, có chuyện gì sao? Hào phỉ phỉ cười nhạt một tiếng, nàng có ấn tượng không tệ với Điền Bác Phong, ít nhất là tối nay đối phương còn nhắc nhở nàng, để nàng chú ý an toàn, vì vậy bây giờ nàng vẫn tương đối khách khí với đối phương. Trường Khoa Hào, tôi tin tưởng người của tổ trọng án thật sự không liên quan đến sự kiện kia chỉ có thể nói với tổ trưởng hạ để cho người của chúng tôi đi trước được không? Điên bác Phong dùng giọng bất an hỏi. Tổ trưởng Điên, tôi không phải không tin anh, nhưng chuyện này tôi không nói gì được. Hào phỉ phỉ lắc đầu. Tổ trưởng Hạ rất tức giận, anh ấy cũng có lý do để tức giận, cũng không thể trách anh ấy không tin những cảnh sát ở đây. Tôi chỉ biết trong thời gian 2 giờ, tôi đã hai lần suýt chết. Trường Khoa Hào, sự việc rất phức tạp, tôi chỉ là một tổ trưởng tổ trọng án, có rất nhiều chuyện tôi cũng bất lực. Điên bác Phong còn muốn nói thêm. Hào phỉ phỉ lắc đầu cắt đứt lời. Tổ trưởng Điên, tôi tin anh biết chút chuyện, còn chuyện anh có bất lực hay không, tôi cũng không hiểu rõ cho lắm, tôi cũng không có quyền lực để truy cứu. Trước đó tổ trưởng Điền đã nhắc nhở tôi chú ý an toàn, bây giờ tôi cũng nhắc nhở anh một lần. Sự việc đã đến mức độ này, không ai có thể tiếp tục che giấu được nữa, dù anh có liên quan đến sự kiện kia hay không, anh nên nói ra những gì mình biết cho tổ trưởng hạ hoặc nói cho nhân viên điều tra tổ trưởng hào chị không rõ đấy thôi điên bác phong khẽ nói các người có thể buông ta buông chân đi làm vì mọi người đến từ nơi khác nhưng tôi thì khác nhà tôi ở đây tôi phải suy xét cho người nhà của mình tổ trưởng điền đây là lời đề nghị của tôi anh có thể nghe có thể không nhưng sau này nếu có sự việc gì phát sinh tôi cũng không thể thay đổi được hôm nay tôi cũng đã nói không cần đắc tội với tổ trưởng hạ, nhưng rõ ràng các anh không nghe lời tôi. Hào phỉ phỉ thản nhiên nói. Thẩm vân chết đi, việc này rất lớn, sẽ có rất nhiều người chôn cùng cô ấy. Cuối cùng khách sạn Hồ Nguyệt Lạc cũng qua một đêm náo động để nghinh đón bình minh ngày mới, nhân viên Cục An ninh Quốc gia vẫn còn đang thẩm vấn, Tống Quang Trấn vẫn mang theo đám bội đội hắc báo thủ vệ bốn phía khách sạn. Nhưng lúc này ở phụ cận khách sạn cũng có thêm một nhóm người, bọn họ không tiếp cận khách sạn nhưng lại đặt giới tuyến bên ngoài, vì vậy mà những địa phương chung quanh khách sạn Hồ Nguyệt Lạc hai cây số đều được ở trong vòng kiểm soát. Tất nhiên vẫn có vài người đột phá giới tuyến này, vì vậy mà sau buổi sáng đã có không ít người thuộc giới lãnh đạo cao tầng đã thông qua tầng giới tuyến thứ nhất, vì sự việc huyên náo rất lớn, bọn họ không thể nào không chú ý. Chủ tịch thành phố Nhạc Nam, cục trưởng cục công an thành phố, các vị đội trưởng chi đội, đám bí thư tư pháp đều đã chạy đến bên ngoài khách sạn đi theo bọn họ có không ít tùy tùng nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều bị chặn bên ngoài không được đi vào tránh ra đây là chủ tịch vương các anh là lính ở đâu sao không hiểu quy củ một vị thư ký của chủ tịch thành phố muốn thể hiện quan uy cũng muốn nịnh hót chủ tịch bộ dạng hùng hổ vừa nói vừa muốn xông vào trong giới tuyến đùng một tiếng súng vang lên á à, tên thư ký chủ tịch muốn nịnh hót lãnh đạo ngã xuống đất máu tươi từ đùi phải tuôn ra Thủ trưởng có lệnh, nếu không được anh ấy cho phép, dù là bất kỳ kẻ nào cũng không được xông vào, lần đầu bắn vào chân, lần hai bắn vào đầu. Tống Quang Trấn dùng giọng khủng bố nói, âm thanh truyền vào tai mọi người, dù là chủ tịch thành phố Nhạc Nam cũng vô ý cảm thấy lạnh người, đám quân nhân này thật sự không chịu nói lý. Đúng lúc này có một đám người đi đến, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơn 40, rất uy nghiêm, mặc đồng phục cảnh sát. Sau lưng hắn cũng có mười mấy nam nữ mặc đồng phục cảnh sát, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến độ vững vàng, nhìn qua là biết nhân viên tinh nhuệ. "Chú, ở chỗ này." Trong vòng cảnh tuyến, Hào Phỉ Phỉ vội vàng phất tay, đội người kia chính là cục công an tỉnh phái đến, mà đi đầu cũng không phải là ai khác, chính là vị phó cục trưởng Hào Hồng Quang. "Phỉ Phỉ." Hào Hồng Quang cũng không thèm chào hỏi đám người bên phía chính quyền thành phố Nhạc Nam, hắn đi đến trước mặt Hào Phỉ Phỉ. Tự giác không đi qua giới tuyến thứ hai, hai người đối thoại ở hai bên giới tuyến. "Chú, tạm thời chú không thể đi vào, vì tổ trưởng hạ đang ngủ, cháu cũng không dám đánh thức anh ấy. Nếu không có lệnh của anh ấy, đội trưởng Tống cũng không thể cho các chú đi vào." Hào Phỉ Phỉ dùng giọng bất an nói. "Không sao, chú ở đây chờ là được." Hào Hồng Quang cũng không quan tâm. "Phỉ Phỉ, chú sang kia chào hỏi vài câu, đợi đến khi tổ trưởng hạ thức dậy, nhớ gọi chú một tiếng." Vâng. Hào phỉ phỉ gật đầu. Hào hồng quang lại đi về phía chủ tịch thành phố Nhạc Nam. Chào anh, chủ tịch đường, chúng ta lại gặp mặt. Tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên còn đang ngủ, nhưng không biết hắn đã tỉnh, thậm chí lúc này căn bản không ở trong khách sạn. Lúc này hắn vừa đi ra khỏi một tiệm thuốc, thực tế đây là tiệm thuốc thứ 8 hắn ghé thăm từ sáng đến giờ, trên tay hắn còn sách theo một cái túi lớn, bên trong là các loại thảo dược, đầy một bao cuối cùng cũng mua đủ, nếu biết khó mua như vậy, mình nên tìm ở Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu. Buổi sáng Hạ Thiên không ngủ được bao lâu thì nhận được điện thoại, là Liễu Vân Anh gọi đến, nàng đã biết tin tức Thẩm Vân chết đi. Tất nhiên Liễu Vân Anh cũng không trách Hạ Thiên, chỉ là năn nỉ hắn báo thù cho Thẩm Vân, nàng còn nói sẽ cùng cha mẹ Thẩm Vân đến thành phố Nhạc Nam, chậm nhất là ngày mai sẽ đến. Hạ Thiên tất nhiên sẽ đồng ý yêu cầu của Liễu Vân Anh, dù nàng không yêu cầu thì hắn cũng sẽ tìm xử lý đám người kia, nhưng đám người cục an ninh quốc gia còn đang thẩm vấn, mới vài giờ trôi qua, sợ rằng sẽ chưa có kết quả gì. Đáng lý ra từ hạ thiên thẩm vấn sẽ càng dễ dàng hơn, nhưng dù sao người quá đông, hắn thấy rất phiền, mà quan trọng là hắn còn phải đề phòng hoàng tĩnh di và đám người phiêu miểu tiên môn khác, không thể phân thân đi xử lý vấn đề của thẩm vân. Sau khi thức dậy, hắn đưa dạ ngọc mị lặng lẽ rời khỏi khách sạn, sau đó bắt đầu tìm kiếm dược vật ở thành phố Nhạc Nam, bỏ ra nhiều tiền mặt để thu gom. Cậu mua nhiều như vậy làm gì? Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Tất nhiên là chế tạo thuốc. Hạ Thiên buồn bực nhìn Dạ Ngọc Mị. Em chân dài, sao đôi khi ngốc như vậy? Hạ Lưu. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói ra hai chữ. Hạ Thiên buồn bực, sao hắn lại Hạ Lưu? Một thầy thuốc chế thuốc mà Hạ Lưu sao? này chị nghĩ gì vậy tôi cũng không làm ra xuân dược hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn dạ ngọc mị nếu chị nói tôi hạ lưu tôi sẽ làm chút chuyện hạ lưu đấy vậy cậu muốn làm thuốc gì dạ ngọc mị lạnh lùng hỏi tất nhiên là thuốc độc hạ thiên thuận miệng nói cũng có vài loại thuốc mê này nọ hạ thiên nhìn dạ ngọc mị rồi bổ sung một câu em chân dài chị đừng lo không phải dùng với chị tôi muốn đối phó với đám người phiêu miểu tiên môn. Bọn họ đều có tu vi kim đan kỳ, cậu cho rằng chút độc dược sẽ đối phó được sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Hạ Thiên. Cậu đúng là khờ giải. Này, đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết rõ thuốc bình thường không có tác dụng với bọn họ. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn dạ Ngọc Mị. Chị nghĩ rằng tôi sẽ tùy tiện làm ra chất độc vô dụng. Tôi là hạ thần y đệ nhất thiên hạ, tôi làm ra thuốc độc, đừng nói là cao thủ kim đan, dù là cao thủ nguyên anh cũng bị xử lý. Hạ thiên nhớ đến đây thì lập tức lầm bầm. Đúng là hối hận, nếu tăng thêm chút thuốc trong ngân châm, hoàng tĩnh di kia đã không thể chạy thoát. Thủ đoạn bị ổi như vậy, thật sự làm cho Nguyệt Thanh nhã phải xấu hổ. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, rõ ràng nàng không ủng hộ phương pháp hèn hạ của Hạ Thiên. chương 1328, đồ chơi báo thù. Thần tiên tỷ tỷ sẽ luôn vẻ vang vì tôi hạ thiên tỏ ra không thèm quan tâm tôi đã sớm nói rồi tôi là thầy thuốc không riêng gì thuốc độc tất cả dược vật đều là vũ khí của tôi các người có thể sử dụng vũ khí sao tôi không thể dùng độc dược dạ ngọc mị hư lạnh một tiếng mà không nói nữa đi thôi em chân dài chúng ta quay về khách sạn làm thuốc độc hạ thiên nhấc túi dược vật lên rồi lóe người biến mất là cậu làm ra thuốc độc không liên quan đến tôi dạ ngọc mị nói rồi chạy theo 10 phút sau Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị chợt lặng lẽ không tiếng động mà xuất hiện trong phòng khách sạn, sau đó Hạ Thiên chế thuốc độc mà Dạ Ngọc Mị thì ở bên cạnh xem xét. Mà lúc này nàng cũng không biết, đám người kia phát hiện Hạ Thiên chưa ra khỏi cửa, lại tưởng rằng hắn đang ở vào trong sự nghiệp sinh sôi nảy nở vĩ đại của nhân loại. Trong một tòa biệt thự ở vị trí cách Hồ Nguyệt Lạc hơn 10 cây số, người đàn ông gọi là Quân thiếu gia kia có vẻ mặt âm trầm và cực kỳ khó coi. Cũng giống như tối qua, hắn đang ngồi cạnh bể bơi, khác biệt chính là không còn người đẹp bikini giúp hắn mát xa vì người đẹp bikini hôm qua đã chết trong bể bơi điện thoại vang lên rồn rập quân thiếu ra chờ cầm lấy điện thoại nghe máy thế nào còn đường sống không chạy đi đầu dây bên kia truyền đến một lời đề nghị đơn giản muốn chạy đi đâu gương mặt quân thiếu ra có hơi run ra nước ngoài chỉ như vậy mới còn mạng đầu dây bên kia cho ra lời đề nghị tôi căn bản không có chuẩn bị, bây giờ tùy tiện xuất ngoại, căn bản chỉ là hai bàn tay trắng. Quân thiếu gia tất nhiên sẽ không an lòng. Ít nhất thì cậu vẫn còn mạng. Đối phương nói một câu như vậy rồi cúp điện thoại. Vẻ mặt quân thiếu gia chợt biến đổi, cuối cùng cũng đứng lên từ ghế dựa, xoay người đi vào phòng trong. Nhưng vừa đi được vài bước thì quân thiếu gia chợt dừng lại, vì hắn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi về phía mình. Người phụ nữ kia hơn 30, mặc sườn xám, dáng người được buộc quanh biểu hiện vẻ quyến rũ tuyệt đỉnh, cực kỳ mê người. Trong mắt quân thiếu ra lóe lên cái nhìn lửa nóng, nhưng ngay sau đó hắn đã vội vàng áp chế, vì hắn biết người phụ nữ này chính là thứ mà lão già kia độc chiếm, hắn không thể động vào. Nếu hắn thật sự muốn động đến nàng thì phải đợi đến khi lão già kia chết đi, nhưng bây giờ nếu làm không tốt thì hắn sẽ chết trước ông ấy. Chị Linh, sao lại rảnh rỗi đến đây? Quân thiếu ra miễn cưỡng nặn ra nụ cười, dùng giọng khách khí nói quân thiếu ra biết rồi còn cố hỏi. Người phụ nữ nở nụ cười quyến rũ, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra lạnh lẽo. Ông cụ mất hứng, vì anh làm hư hại mọi chuyện. Chị Linh, tôi đã nói rồi, vụ nổ ở khách sạn không liên quan đến tôi. Quân thiếu ra thầm mắng trong lòng nhưng ngoài mặt lại cười nói. Quân thiếu ra, anh có thừa nhận hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Hạ Thiên sẽ nhanh chóng điều tra được anh. Vẻ mặt chị Linh không còn lạnh lẽo, nhưng trong mắt nàng lại có chút đùa cợt anh cảm thấy hắn sẽ tin lời giải thích đó sao chị linh chị đến đây không phải nói với tôi những lời đó chứ quân thiếu gia miễn cưỡng cười trong giọng nói mơ hồ có chút tức giận trần thiếu quân còn nhớ rõ năm xưa không tôi đã nói rồi chị linh chợt cười nụ cười quỷ dị tôi nói rồi tôi sẽ báo thù vẻ mặt quân thiếu gia cũng chính là trần thiếu quân chợt biến đổi giọng điệu càng thêm miễn cưỡng Chị Linh, tôi không hiểu chị nói gì. Trần Thiếu Quân, thật ra tôi nên cảm tạ anh, trước kia anh nói cho tôi biết, phụ nữ chỉ là đồ chơi của đàn ông, khác nhau là làm đồ chơi của ai. Anh còn nói, nếu tên đàn ông chơi tôi có thân phận cao quý, như vậy món đồ chơi như tôi cũng sẽ trở nên cao quý. Chị Linh nhìn Trần Thiếu Quân bằng ánh mắt tràn đầy thù hận. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những lời anh nói, tôi đã nói rồi, tôi sẽ báo thù. Anh hại chết chồng tôi hại chết con tôi anh cho rằng tôi thật sự quên sao anh cho rằng tôi thật sự cam tâm làm món đồ chơi cho lão già kia sao tôi tìm mọi cách làm vừa lòng ông ta chỉ vì ngày hôm nay mà thôi trình linh cô chơi trò ném đá xuống giếng sao trần thiếu quân cuối cùng cũng không khách khí được nữa hắn hử lạnh tôi cũng cho cô biết đồ chơi cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi dù là đồ chơi cao quý thì cũng vậy mà thôi không có tư cách quay lại làm người đừng tưởng trên người cô có thằng già kia nằm đè lên thì thích làm sao thì làm. Anh sai rồi, tôi không phải chơi trò ném đá xuống giếng, tôi chỉ thừa thắng sông lên thôi. Trình Linh khẽ cười. Quân thiếu gia, anh cho rằng khách sạn nổ là chuyện cấp dưới nghĩ sai ý mình sao? Là cô làm. Trần thiếu quân chợt hiểu ra, hắn dùng ánh mắt căm tức nhìn Trình Linh. Cô cố ý hại tôi. Đúng vậy, tôi hại anh, tôi nói rồi, tôi sẽ trả thù, mà anh xong đời, lão già kia cũng xong đời. Trên mặt trình linh chợt lộ ra vẻ khủng bố. Vì các người chọc vào một kẻ không thể chiêu vào, đó là Hạ Thiên, ngay sau đó tổ chức âm độc của các người sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Muốn mượn tay kẻ khác để giết người sao? Trần Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng. Trình Linh, cô nghĩ quá dễ dàng rồi, Hạ Thiên cũng chưa chắc chỉ biết mình tôi. Trần Thiếu Quân, anh đúng là không có đầu óc. Trình Linh lắc đầu. Anh sẽ cho rằng, bây giờ chỉ có hạ thiên muốn giết anh sao anh cho rằng lão già chết tiệt kia sẽ đồng ý cho anh sống vẻ mặt trần thiếu quân chợt trầm xuống một cảm giác bất yên chợt bùng lên trần thiếu quân anh muốn tự mình ra tay hay để tôi tự ra tay trình linh đưa mắt nhìn trần thiếu quân giống như đang nhìn người chết tôi cho cô ra đi trước trần thiếu quân thẹn quá hóa giận hắn nhào về phía trình linh nhưng đúng lúc này một bóng đen lóe lên một người đàn ông hắc y cao lớn đứng chắn trước mặt Trình Linh. Tứ ca, là anh. Trần Thiếu Quân nhìn người đàn ông hắc y mà cảm thấy khó tin. Quân thiếu ra, lên đường bình an. Người đàn ông hắc y hử lạnh một tiếng, đột nhiên chém ra một quyền. Trần Thiếu Quân muốn tránh né nhưng tốc độ phản ứng của hắn không kịp tốc độ của người đàn ông hắc y, vì vậy mà một quyền của đối phương chém lên đầu hắn. Trần Thiếu Quân cảm thấy đầu óc u ám, cơ thể rơi xuống bể bơi, cứ như vậy mà hôn mê. Trình Linh đứng bên cạnh bể bơi, nhìn Trần Thiếu Quân mà không động đậy. Nàng đang chờ đợi, đợi đến khi đối phương hoàn toàn chết nàng mới bỏ đi. Trình Linh cứ đứng như vậy hơn một phút, mãi đến lúc người đàn ông hắc y lên tiếng. Chị Linh, hắn đã chết, chúng ta đi thôi, người của Cục An ninh Quốc gia sợ rằng sẽ sắp đến đây rồi. Trình Linh khẽ gật đầu, cuối cùng nàng nhìn thi thể của Trần Thiếu Quân đang nổi trong bể bơi, mới xoay người bỏ đi. Mặt trời lên cao, đám quan viên cảm thấy rất nóng ruột, tên Hạ Thiên này đúng là giữa trưa mà còn ngủ. Hạ Thiên đang ngủ, nhưng điều căm thức làm đám quan viên ở bên ngoài muốn vào trong nghỉ ngơi một chút cũng không xong, đều bị chặn bên ngoài. Lúc này bên ngoài cũng không có ghế ngồi, bọn họ đứng vài giờ, mãi đến khi đầu váng mắt hoa, hai chân mỏi như. Bọn họ cũng chẳng phải không muốn về, nhưng vấn đề là bọn họ không có chỗ nào để đi, vì vị chủ tịch thành phố kia còn chưa đi, cục trưởng hào cục công an thành phố cũng chưa đi. Thực tế cả buổi sáng vị chủ tịch đường và cục trưởng hào kia nhiều lần to nhỏ với nhau, không biết bọn họ nói gì, nhìn qua có vẻ hai bên rất quen thuộc. Hào phỉ phỉ nhìn tống quang trấn nàng rất muốn biết vị tiểu thư trong miệng đối phương có thân phận gì, đến bây giờ nàng còn chưa biết mối quan hệ giữa Hạ Thiên và người phụ nữ xinh đẹp kia là gì. Nhưng Hào Phỉ Phỉ còn biết bây giờ Hạ Thiên chưa thức dậy, tối hôm qua hắn ngủ muộn, bên cạnh còn có một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, đừng nói là bây giờ còn chưa thức, dù đến tối mới thức cũng là bình thường. Ai cũng cho rằng Hạ Thiên và Dạ Ngọc Nghị đang vui sướng quên cả đất trời, nhưng không biết hắn chẳng đi ra chỉ vì đang chế tạo thuốc độc. Dạ Ngọc Nghị tận mắt nhìn Hạ Thiên chế biến bao dược vật thành một bình thuốc nhỏ, sau đó thấy hắn lấy vài hộp ngân châm vừa mua để biến thành hắc châm chứa độc dược. Nàng vừa thầm mắng đối phương hèn hạ, đồng thời cũng không khỏi nhớ đến tình huống lần đầu tiên gặp mặt hắn, nàng nhớ hắn từng nói mình là thầy thuốc. Vì vậy hắn lấy độc dược làm vũ khí cũng bình thường, nhưng Dạ Ngọc Mị cảm thấy, tên khốn này bây giờ là sát thủ không từ thủ đoạn, vì giết chết đám người phiêu miểu tiên môn mà có thể dùng mọi thủ đoạn. Nếu Hạ Thiên biết được ý nghĩ của Dạ Ngọc Mị, hắn nhất định sẽ cảm thấy nàng nói đúng. Không sai, vì bảo vệ thần tiên tỷ tỷ, hắn nhất định không từ thủ đoạn. Dù đối phương công lực cao cường, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn, dù là thế giới này hay là đại lục Tiên Vân, đều không ai có thể đưa thần tiên tỷ tỷ rời khỏi hắn. Ôi, cuối cùng cũng xong, nếu muốn giết người thì dùng độc dược, muốn cướp vợ thì dùng mê dược, bây giờ thứ gì cũng có, nên đi xử lý đám người kia được rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng hoàn thành công tác, sau đó hắn duỗi lưng nhìn Dạ Ngọc nghỉ. Em chân dài, đói bụng chưa? Đi ăn thôi chương 1329, bụng chị còn đau không? Hạ Thiên cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng, mà vừa ra khỏi cửa thì ngay lập tức được đón chào, đó là tổ trưởng Long Tổ, Lữ Kính Tùng. Tổ trưởng Hạ, Lữ Kính Tùng khách khí bắt chuyện, nhưng cũng không nhìn dạ ngọc mị. Không phải hắn không muốn nhìn, căn bản là không dám nhìn, vì dù sao hắn cũng là người từ Long Tổ đi ra, biết rất rõ về Hạ Thiên, biết phụ nữ của Hạ Thiên không được nhìn ngó tùy tiện. Thế nào rồi, hạ thiên thuận miệng hỏi một câu đã tìm được chút manh mối lữ kính tùng cung kính trả lời có chuyện cần xin chỉ thị của tổ trưởng chuyện gì hạ thiên hỏi là thế này khi chúng tôi thẩm vấn có vài người không chịu được đã khai ra vài chuyện khác tuy những chuyện này không liên quan đến chuyện mà tổ trưởng hạ đang điều tra nhưng cũng là làm trái pháp luật còn có vài sự vụ liên quan đến án mạng lữ kính tùng nhanh chóng nói tôi đã xin chỉ thị của tổ trưởng mộc mà tổ trưởng Mộc nói hỏi ý kiến anh, nếu anh không quan tâm thì có thể giao cho cảnh sát. Để tôi xem cái đã. Hạ Thiên suy nghĩ, tôi cũng không muốn quản vào những chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng tôi cũng không thích đám cảnh sát ở đây, vì vậy cũng không muốn giao cho bọn họ. Như thế này đi, các anh ghi chép lại, chờ tôi tìm được biện pháp thì sẽ nói cho các anh nên xử lý thế nào. Vâng, Lữ Kính Tùng khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Tổ trưởng Hạ nghi ngờ không sai, khách sạn này có vấn đề, nhưng bảo vệ và nhân viên phục vụ nơi này cũng không biết được nhiều chuyện, bọn họ chỉ biết có một người tên là Quân thiếu gia có quan hệ rất tốt với ông chủ khách sạn, nhưng ông chủ khách sạn cũng không có mặt ở đây, tổ trưởng Mộc đang sắp xếp nhân thủ bắt ông ta. Bây giờ chúng tôi còn chưa tìm hiểu được thân phận thật sự của Quân thiếu gia, cũng may chúng tôi phát hiện đám người mà tổ trưởng Hạ giữ lại cũng biết được khá nhiều, chẳng qua lúc này chưa khai mà thôi, vì thế còn cần thêm chút thời gian. Được, vậy các anh đi thẩm vấn tiếp. Hạ Thiên gật đầu. Nếu có kết quả gì khác nhớ nói cho tôi biết. À, nếu không tìm thấy tôi, có thể nói cho vợ tóc vàng, chị ấy biết xử lý thế nào. Vâng, Lữ Kính Tùng lên tiếng. Hạ Thiên cũng không tiếp tục nói thêm điều gì, hắn đi vào thang máy, nhanh chóng đi đến đại sảnh lầu 1. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện ăn cơm ở khách sạn này cũng không quá thực tế, vì khách sạn này căn bản không có người nấu cơm, dù là nhân viên phục vụ hay đầu bếp, bây giờ đều bị người của Cục An ninh Quốc gia thẩm vấn. Thôi thì đi tìm chỗ khác dùng cơm. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó đi ra khỏi khách sạn. Tổ trưởng Hạ, một âm thanh vui mừng vang lên, là hào phỉ phỉ, cũng khó trách nàng vui sướng như vậy, vì nàng đợi hắn thức dậy thật sự là mỏi mòn. Cô ăn cơm chưa? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Còn chưa? Hào phỉ phỉ ngẩn người, thầm nghĩ Hạ Thiên sao lại hỏi như vậy? À, vậy thì cùng đi dùng cơm. Hạ Thiên tuy không có hảo cảm gì đặc biệt với Hào Phỉ Phỉ, nhưng đối với đám cảnh sát ở thành phố Nhạc Nam này, ấn tượng của Hào Phỉ Phỉ với hắn vẫn rất tốt. Hạ Thiên vừa nói vừa đi ra khỏi đường cảnh giới, lúc này có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn, mà đám người Hào Hồng Quang và quan viên thành phố Nhạc Nam đều nhìn chầm chầm, đều muốn xem bộ dạng của tên khốn kia là thế nào. Chào anh, Hạ Thiên sinh, tôi là Hào Hồng Quang, Hào Đồ đã nhắc qua tên của anh với tôi người tên lên đón đầu tiên là hào hồng quang hắn mở miệng đã nói ra tên của hào đồ rõ ràng cách làm này của hắn là tương đối sáng suốt vì hạ thiên chợt chú ý đến hắn anh có quen biết với hào đồ các người đều họ hào chẳng lẽ hai bên là anh em hạ thiên thuận miệng hỏi một câu ấn tượng của hắn với hào đồ là khá tốt tuy không phải là anh em ruột nhưng cũng tương đương như vậy chúng tôi là chiến hữu cũ vì cùng họ hào nên càng thân mật hơn hào hồng quang mỉm cười Hào Đồ đã nhiều lần nhắc về Hạ Tiên Sinh, anh ấy rất tôn sùng anh, cũng rất cảm kích với anh, nói anh là ân nhân của anh ấy. Tất nhiên, Hạ Tiên Sinh, bây giờ anh cũng là ân nhân của tôi, không những giúp Hào Đồ, mà còn vì đã cứu cháu gái tôi là Hào Phỉ Phỉ. Tổ trưởng Hạ, đây là chú của tôi, là phó cục trưởng cục công an, chú ấy đưa đến một tổ chuyên án để phối hợp tra án với anh. Lúc này Hào Phỉ Phỉ cũng vừa tiếp một câu. Tổ chuyên án Hạ Thiên suy nghĩ rồi chợt nhớ đến một sự việc mà Lữ Kính Tùng vừa nói. À, vừa đúng lúc, tôi có việc cần giao cho anh đi làm. Xin Hạ Thiên xin cứ phân phó. Hào Hồng Quang vội vàng nói. Anh đi tìm Lữ Kính Tùng của Cục An ninh Quốc gia, nói là tôi cho anh đi tìm anh ấy, để anh ấy giao những vụ án kia cho anh. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu. Tình huống cụ thể anh cứ vào mà nói với anh ấy, tôi phải đi ăn cơm. Không có vấn đề, tôi sẽ đi ngay." Hào Hồng Quang vội vàng gật đầu. "Cho anh ta vào." Hạ Thiên nhìn Tống Quang trấn. "Vâng, thủ trưởng." Tống Quang trấn lĩnh mệnh, Hào Hồng Quang cũng đi vào trong khách sạn, từ sáng đến giờ hắn là người đầu tiên được tiến vào trong khách sạn. "Tổ trưởng Hạ, tôi là chủ tịch thành phố Nhạc Nam, tên là Đường." Lúc này vị chủ tịch họ Đường đi về phía Hạ Thiên. "Tôi không biết anh, cũng không muốn biết anh, cũng đừng làm phiền tôi." Hạ Thiên thật sự không có hứng thú với tên họ Đường này, vì vậy mà trực tiếp cắt lời. Đồng thời hắn cũng không thèm nhìn đám cán bộ sau lưng đối phương, nhanh chóng bỏ đi. Dạ Ngọc Nghị tất nhiên cũng không rời khỏi Hạ Thiên, Hào Phỉ Phỉ có chút do dự, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo. Đáng lý trước đó nàng định cùng Hào Hồng Quang đi tìm Lữ Kính Tùng, nhưng Hào Hồng Quang lại nháy mắt, để cho nàng đi ăn cơm với Hạ Thiên. Rõ ràng Hào Hồng Quang cảm thấy Hào Phỉ Phỉ đi dùng cơm với Hạ Thiên là lựa chọn rất tốt. Nửa giờ sau, trong một quán lẩu cách khách sạn Hồ Nguyệt Lạc ba cây số, Hạ Thiên đang ăn lẩu. Em chân dài, sao không ăn? Hạ Thiên ăn với khí thế hừng hực, sau đó hắn kỳ quái phát hiện dạ ngọc mị không động đũa, ngược lại thì hào phỉ phỉ ăn khá nhiều, rõ ràng là rất đói. Không có hứng ăn những thứ mà cậu đã ăn. Dạ ngọc mị tức giận nói. Không phải chỉ là chút nước miếng sao? Hạ Thiên không cho là đúng. Cũng chẳng phải chị chưa từng thử nước miếng của tôi. Dạ Ngọc Nghị dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết đối phương. Hào phỉ phỉ thầm nói, hai người này có quan hệ gì? Chẳng lẽ là đồng sàng dị mộng, nhưng cũng không giống, chẳng lẽ cô gái mà Hạ Thiên gọi là em chân dài thích sạch sẽ? Hừ, nể mặt chị ngoan ngoãn hai ngày nay, tôi cũng không so đo. Hạ Thiên vẫy tay với nhân viên phục vụ cách đó không xa. Nhân viên phục vụ, đến đây một chút. Tiên sinh, có chuyện gì? Nhân viên phục vụ đã đi đến. "À, cho tôi một phần lẩu dê nữa." Hạ Thiên nhanh chóng nói. "Không cần dê, cho tôi lẩu cá trích." Dạ Ngọc Mị đón lời. "Được rồi, thì cá trích." Hạ Thiên phụ họa một câu. "Vâng, tiên sinh." Nhân viên phục vụ nhanh chóng bỏ đi. Dù là tiên nữ thì cũng phải ăn, cái gọi là linh khí thiên địa cũng không thể lấp đầy bụng, hơn nữa thế giới này không có linh khí, mà Dạ Ngọc Mị cũng không phải là tiên nữ chính thức vì vậy mà nàng cũng đói bụng. Sau khi món lẩu cá trích được đưa lên thì nàng thật sự ăn uống khá say xưa. Dưới ánh mắt người khác thì bàn ăn này khá quỷ dị, một bàn hai nồi lẩu, cũng chỉ có ba người ăn, dù thế nào cũng không bình thường. Cũng may không ai tiến lên gây phiền, vì vậy tình huống ăn cơm rằng có hơn một giờ thì thuận lợi kết thúc. Hạ thiên tính tiền, mang theo hai nàng rời khỏi nhà hàng, sau đó bắt đầu trên đường về khách sạn. Tổ trưởng Hạ, vụ án thẩm vân có tiến triển gì chưa? Trước đó thấy Hạ Thiên ăn liên tục thì hào phỉ phỉ cũng không hỏi, nhưng bây giờ nàng không nhịn được phải lên tiếng. Có chút tiến triển, còn đang thẩm vấn. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Hào phỉ phỉ có chút do dự, sau đó còn hỏi. Tổ trưởng Hạ, cảnh sát bên này hình như có biết vài vấn đề. Tôi biết rồi, bọn họ bị thẩm tra. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến câu nói của Hào phỉ phỉ, hắn chợt quay đầu hỏi dạ ngọc mỹ có chút ngạc nhiên em chân dài bụng còn đau không sao tôi lại đau bụng dạ ngọc mỹ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên không có gì cho chị ăn chút độc dược tôi muốn thử xem nó có hiệu quả hay không thôi hạ thiên tỏ ra khá hời hợt hào phỉ phỉ nghe vậy thì nghẹn họng hai người này làm gì vậy cậu dạ ngọc mỹ cuối cùng bị chọc tức nàng cố nén đau đớn bàn tay trong suốt như ngọc vỗ về phía hạ thiên Hạ Thiên khẽ lóe người lên, né qua, nhưng dạ ngọc mị phẫn nộ cũng không dừng tấn công, bàn tay trắng nõn tiếp tục tấn công về các bộ vị yếu hại của Hạ Thiên. Tuy nàng biết khó đánh chúng hắn, nhưng nàng vẫn phát tiết cơn giận, nếu không nàng sẽ bị tên khốn này chọc chết mất. Nhưng trong bụng truyền đến cơn đau quặn thắt làm động tác của dạ ngọc mị chậm lại hẳn, thậm chí còn nhiều khi ngừng lại, những lúc dừng lại như vậy làm nàng chợt mất đi sức chiến đấu. Hạ Thiên chọn cơ hội tốt mà chụp lấy tay của nàng, để nàng không thể tiếp tục tấn công. Thử chút độc dược mà thôi, chỉ tức giận như vậy làm gì?" Hạ Thiên vẫn tỏ ra hời hợt, sau đó một luồng chân khí băng hỏa phóng vào người Dạ Ngọc Mị. Đau đớn biến mất, mà Hạ Thiên cũng thả tay Dạ Ngọc Mị ra, hắn đắc ý nói: "Thế nào, độc dược có tác dụng chứ?" Chương 1330, chỉ có cảm thấy váng đầu không? Dạ Ngọc Mị trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng xoay người bỏ đi, cũng không ra tay. Trên mặt Hạ Thiên xuất hiện nụ cười xấu xa hắn không nói lời nào mà đi sau lưng dạ ngọc nghị. Hào phỉ phỉ vô thức lui lại phía sau hơn 10 bước, đến bây giờ nàng vẫn còn chưa rõ, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì. Còn nữa, hạ thiên này làm việc quá quỷ dị, rõ ràng hạ độc người khác, chỉ vì muốn xem có hiệu quả hay không thôi sao. Vài phút sau hạ thiên lại mở miệng. Em chân dài, có cảm thấy váng đầu không? Dạ Ngọc Nghị nghe nói như vậy thì chợt xoay người dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên cậu lại làm gì? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào dạ ngọc mị, sau đó lầm bầm. Chẳng lẽ không hiệu quả? Cậu, dạ ngọc mị thật sự bị chọc tức, tên khốn kia chế độc dược, bây giờ lại dùng nàng thử nghiệm, tuy nàng còn chưa cảm thấy váng đầu, nhưng nàng thật sự tức giận, hơn 10 sợi hắc tơ cuốn về phía Hạ Thiên. Nhưng vừa ra tay thì dạ ngọc mị chợt cảm thấy đau đầu, cơ thể cũng khựng lại. Xem ra khá hữu hiệu. Hạ Thiên nhanh chóng đi đến sau lưng dạ ngọc mị, căn bản không quan tâm đến những sợi tơ của nàng, hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng. Này, xem ra chị sắp hôn mê, tôi phải đỡ chị. Thả tôi ra. Dạ Ngọc Nghị vùng vẫy, dù thuốc của Hạ Thiên có ảnh hưởng nhưng cũng không thể làm nàng té xỉu, rõ ràng hắn muốn tìm lý do để chiếm tiện nghi của nàng. Xem ra vẫn hơi ít, lần sau nên dùng nhiều hơn. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó buông dạ Ngọc Nghị ra. Cậu giải độc ngay cho tôi dạ ngọc nghị phẫn nộ nhìn hạ thiên nàng đã thu hồi sợi tơ không tiếp tục tấn công nàng vốn không phải là đối thủ của hạ thiên dưới tình huống hiện tại thì nàng tấn công cũng không có thu hoạch gì nếu làm không tốt sẽ còn bị người ta chiếm tiện nghi không giải hạ thiên cười hì hì tôi không điều chế thuốc giải hạ thiên dừng lại một chút rồi nói thêm thật ra ngân châm và băng hỏa linh khí của tôi chính là thuốc giải tốt nhất đừng nói nhảm nhanh lên Dạ Ngọc Nghị cảm thấy mình càng ngày càng muốn hôn mê, tên khốn Hạ Thiên này luyện chế ra vài thứ độc dược thật sự có tác dụng. Hạ Thiên lại cười hì hì, hắn chợt chạy về phía trước. Em chân dài, chị đuổi tôi đi, đuổi kịp thì tôi sẽ cho chị thuốc giải. Dạ Ngọc Nghị lập tức cảm thấy khó thở, nàng thầm mắng Hạ Thiên, nhưng cũng phân ra một phần công lực, áp chế độc dược rồi đuổi theo hắn. Hào phỉ phỉ trợn tròn mắt nhìn, hai người kia vừa chạy đã biến mất dạng, sao nàng có thể kịp chạy theo. Cũng may nhìn về hướng bọn họ bỏ chạy, hình như là khách sạn Hồ Nguyệt Lạc, Hào Phỉ Phỉ cũng không còn biện pháp gì khác, nàng vẫn quyết định đi về phía khách sạn. Nếu nàng không tìm thấy Hạ Thiên thì có thể thấy chú của mình, nếu nàng đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Khi Hào Phỉ Phỉ quay về đến khách sạn Hồ Nguyệt Lạc, nàng phát hiện trước cổng khách sạn tương đối yên ắng, đám cán bộ nhân viên thành phố Nhạc Nam đã đi sạch, bây giờ chỉ còn lại vài quân nhân mà thôi. "Đội trưởng Tống, tổ trưởng Hạ đã về chưa?" hào phỉ phỉ đi về phía trước, hỏi Tống Quang Trấn. Tống Quang Trấn không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Em chân dài, mau đuổi theo, tốc độ của chị ngày càng chậm. Một âm thanh quen thuộc truyền vào trong tay Hào Phỉ Phỉ, sau đó một bóng người quen thuộc chợt lóe lên ngay bên cạnh. Hào Phỉ Phỉ chợt thở ra, nàng cũng có chút dở khóc dở cười, hai người này còn đuổi nhau chạy vậy sao? Lúc này Tống Quang Trấn bên kia còn rất kinh ngạc, hắn tuy không phải một thành viên quan trọng của Tống Gia, nhưng hắn cũng là kẻ được coi trọng. Trước kia hắn cũng từng nhận được chỉ đạo của vị tiểu thư dạ Ngọc Mỹ kia, tuy thời gian rất ngắn nhưng ấn tượng tương đối khắc sâu. Nhưng hôm nay vị tiểu thư mất tích đã lâu kia trợt phá vỡ hình tượng của Tống Quang Trấn, nàng và Hạ Thiên giống như hai đứa bé vậy, chạy vòng quanh khách sạn, giống như hai bên đang muốn giành một thứ gì đó. Điều càng làm cho Tống Quang Trấn cảm thấy không rõ chính là biết quan hệ giữa Dạ Ngọc Nghị và Hạ Thiên là rất tệ hại, trước đó tiểu thư hận không thể giết chết đối phương. Nhưng từ khi tiểu thư mất tích và đại tiểu thư có quan hệ tốt với Hạ Thiên, vì vậy mà quan hệ giữa Tống gia và Hạ Thiên tốt hẳn lên, ít nhất cũng nằm về một phía, nhưng không thể nào chỉ sau vài tháng thì quan hệ giữa tiểu thư và Hạ Thiên lại tốt lên như thế này. Xem bộ dạng của hai bên vào lúc này, nếu nói bọn họ là kẻ thù thì người ta sẽ không tin ngay cả tống quang trấn cũng không tin em chân dài quá chậm rồi chạy nhanh lên nếu đuổi kịp chị muốn gì cũng được hạ thiên lại truyền lời nói vào trong tai mọi người sau đó hắn nhanh chóng chạy xẹt qua tống quang trấn nghe hạ thiên xưng hô như vậy thì thật sự không nhịn được rõ ràng đặt một biệt hiệu như vậy cho tiểu thư tôn kính của tống ra dù tiểu thư thật sự có cặp chân dài nhưng biệt hiệu như vậy cũng không hay nếu Tống Quang Trấn biết được hai biệt hiệu trước đó của Hạ Thiên cho dạ Ngọc Nghị, đó là bánh bao lớn và eo nhỏ, sợ rằng sẽ liều mạng. Em chân dài, chân dài mà chạy chậm thế, không biết xấu hổ sao. Hạ Thiên lại nói, sau đó chạy như gió. Câm miệng, âm thanh của dạ Ngọc Nghị lại vang lên, mà Tống Quang Trấn thật sự thấy lạ, vì tốc độ của tiểu thư càng lúc càng chậm, thậm chí còn có vẻ loạn choạng. Lúc nàng chạy qua bên cạnh Tống Quang Trấn thì cơ thể nhũn ra, ngã xuống đất. Tiểu thư." Tống Quang Trấn vô thức nói, sau đó vung tay muốn đỡ, nhưng có người nhanh hơn, Hạ Thiên đã xuất hiện bên cạnh, vung tay ôm Dạ Ngọc Mị vào lòng. Cuối cùng cũng bất tỉnh, xem ra hiệu quả hơi kém, lần sau phải tăng liều lượng lên. Hạ Thiên ôm Dạ Ngọc Mị rồi lẩm bẩm. Vẻ mặt Tống Quang Trấn chợt biến đổi, hắn mở miệng. "Tổ trưởng Hạ, tiểu thư." "À, không có gì, tôi thử chút hiệu quả của thuốc mà thôi, lát nữa là tỉnh ngay." hạ thiên tỏ ra không quan tâm tôi muốn xem cô ấy mất bao lâu thời gian thì tỉnh lại hạ thiên cũng không quan tâm đến tống quang trấn hắn ôm dạ ngọc mị vào trong khách sạn tống quang trấn dù có chút bất an nhưng hạ thiên và tiểu thư từ tối qua đến nay hình như đều ở cùng một nơi cùng ngủ một chỗ vì vậy lúc này hắn quan tâm có vẻ là dư thừa khi hắn thấy hạ thiên đưa dạ ngọc mị vào khách sạn lại đặt tiểu thư lên ghế xa lông ngoài đại sảnh cuối cùng hắn cũng yên lòng Hạ Thiên thật sự đang thí nghiệm sự hiệu quả của thuốc, tuy hắn tin chất độc của mình là hiệu quả, nhưng dù thế nào trước đó cũng chưa có người tu tiên nào sử dụng thuốc của hắn, hiệu quả ra sao thì hắn cũng không rõ. Dù sao hắn cũng biết năng lực chống độc của người tu tiên mạnh hơn người thường, nếu muốn thuốc phát huy công dụng, hắn phải tìm được liều lượng hiệu quả, vì vậy mà Dạ Ngọc Mị là đối tượng thử nghiệm rất tốt. Thí nghiệm này làm cho Hạ Thiên khá thỏa mãn, tuy chất độc đến hơi chậm nhưng cũng không có vấn đề quan trọng còn phải xem vào phương pháp hạ độc, nếu cho trực tiếp vào thức ăn hoặc vào trong máu thì tốc độ sẽ không phải chậm. Thực tế thì Hạ Thiên cũng không muốn hạ độc tất cả đám người phiêu miểu tiên môn, hắn chỉ coi đây là một thủ đoạn bổ trợ mà thôi, chỉ cần đối phương trúng độc và trở nên chậm chạp là được, như vậy hắn có thể chấp cơ hội để xử lý đối phương. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào dạ ngọc mị một lúc lâu, sau đó hắn lầm bầm. Em chân dài, khi chị hôn mê thì nhìn thoải mái hơn nhiều. Hạ Thiên vừa nói xong thì dạ ngọc mị chợt mở mắt, nàng ngồi vùng lên, đánh về phía hắn như một con sư tử cái. Nhưng dạ ngọc mị chợt phát hiện cả cơ thể mình chợt mềm nhũn, vì vậy mà tư thế xông lên tấn công lại giống như một cô gái nhào vào lòng tình nhân. Ủa, em chân dài, tuy tôi khen chị một câu, nhưng cũng không đến mức thế này chứ. Hạ Thiên ôm lấy dạ ngọc mị không chút khách khí, trong miệng cười hì hì. Cậu là loại vô sỉ hạ lưu, dám hạ độc tôi dạ ngọc mị nghiến răng nghiến lợi mắng. Em chân dài, thật ra tôi đang giúp chị đấy. Hạ thiên tỏ ra vô tội. Thật ra như vậy cũng tốt, sử dụng độc dược thì sẽ có năng lực kháng độc cao hơn, sau này sẽ không cần sợ người ta hạ độc. Dạ ngọc mị trừng mắt nhìn hạ thiên, nàng vẫn phát hiện không thể nào làm gì hắn, chỉ có thể dịch người ra khỏi lòng hắn, sau đó ngồi xuống ghế sa lông. Tổ trưởng hạ, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, một người đi ra, là sử kinh tùng thế nào, tìm được hung thủ chưa? Hạ Thiên tạm thời không trêu chọc dạ Ngọc Mị, hắn thuận miệng hỏi. Có vài tên cảnh sát không chịu được nên đã khai, tổng hợp với lời khai của mọi người, chúng ta đã cơ bản biết rõ tình huống. Bắt cóc và sát hại thẩm vân chính là một tổ chức xã hội đen có tên là Bách Hoa Lâu. Sử Kinh Tùng khẽ gật đầu, cũng không quan tâm có hào phỉ phỉ và dạ Ngọc Mị ở bên cạnh Hạ Thiên mà nói ra rõ ràng. Vì hắn biết với thanh danh của Hạ Thiên, tất nhiên dạ Ngọc Mỹ và Hào Phỉ Phỉ đều là phụ nữ của đối phương. Bách Hoa Lâu, Hạ Thiên không khỏi nhíu mày, giọng điệu có chút ngạc nhiên. Tên kỳ quái quá, sao giống như kỹ viện vậy? chương 1331, tụ điểm bán hoa. Đừng nói là Hạ Thiên hoài nghi như vậy, Hào Phỉ Phỉ cũng thấy đó là một cái tên của thanh lâu thời cổ đại, thậm chí ngay cả dạ Ngọc Mỹ cũng nghĩ như vậy. Phải biết rằng trên đại lục tiên vân cũng có thanh lâu, thậm chí còn có những thanh lâu cho người tu tiên, mà phụ nữ trong những thanh lâu như vậy chính là người tu tiên. Tổ trưởng Hạ, thật ra bách hoa lâu này không khác gì kỹ viện. Trên mặt Lữ Kính Tùng có chút quỷ gì? Nghe nói trên danh nghĩa thì bách hoa lâu cung cấp dịch vụ, bạn đồng hành cao cấp, nhưng thực tế thì cái gọi là bạn đồng hành cao cấp chính là cung cấp tiểu thư loại sang mà thôi. Phương pháp hoạt động của bách hoa lâu giống như những đường dây mua dâm hạng sang, hai bên liên lạc với nhau, Địa điểm phục vụ lại do bên Bách Hoa Lâu xác định, bình thường đều là khách sạn Sa Hoa, khách sạn Hồ Nguyệt Lạc chính là một trong các địa điểm phục vụ trong đường dây của bọn họ Tổ trưởng Hạ, Thẩm Vân đã nói với tôi, cô ấy bị lừa đến đây, sau đó bị tên bạn trai trên mạng bán đi, rồi bị ép tiếp khách Hào phỉ phỉ bổ sung một câu Có chút kỳ quái, không phải có rất nhiều người tình nguyện làm tiểu thư sao? Cần gì phải chạy đi xa như vậy để lừa gạt phụ nữ chứ? Hạ Thiên có chút buồn bực. Tổ trưởng Hạ, tuy rất nhiều cô gái tình nguyện làm nghề này nhưng cũng không thiếu người bị ép buộc. Thật ra đây cũng không phải là chuyện lạ, đặc biệt muốn tìm những cô gái có điều kiện khá tốt để làm chuyện này cũng không phải chuyện dễ. Bách hoa lâu kia có một phần tiểu thư là tình nguyện, nhưng cũng có phần nhiều là bị ép buộc. Lữ Kính Tùng khẽ nói, tuy chuyện càn quét tệ nạn xã hội này không liên quan đến Long Tổ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không biết. Lữ Kính Tùng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Theo những lời khai thì Bách Hoa Lâu thật ra là nơi mà cảnh sát Nhạc Nam biết rất rõ, nhưng cảnh sát cũng không dám động vào Bách Hoa Lâu. Vì vậy Bách Hoa Lâu biểu hiện là làm ăn bẩn thỉu như vậy, thực tế cũng không đơn giản, nghe đồn trò kinh doanh, bạn đồng hành, thật ra cũng không phải là sản nghiệp chủ yếu của Bách Hoa Lâu. Chủ nghiệp của Bách Hoa Lâu là gì? Hạ Thiên hỏi một câu. Mại dâm. Vẻ mặt Lữ Kính Tùng có chú cổ quái. Nhưng, không phải là bình thường đó là những người phụ nữ rất xinh đẹp vậy chẳng phải là kỹ viện sao hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn lữ kính tùng nãy giờ không phải anh nói nhảm sao tổ trưởng hạ không phải như vậy lữ kính tùng có chút kiên nhẫn giải thích cái gọi là phục vụ bạn đồng hành nói trắng ra là các cô gái bán mình nhưng nghiệp vụ bán dâm của bách hoa lâu cũng không đơn giản như thế mà là bán người trực tiếp bán một người phụ nữ sao chẳng phải là bọn buôn người à. Hào phỉ phỉ kinh hoàng. Cũng khác bọn buôn người, vì đám người kia thường bắt cóc trẻ em, hoặc cướp phụ nữ bán cho người khác làm vợ, nhưng bách hoa lâu này lại xem đám phụ nữ như đồ chơi. Lữ Kính Tùng khẽ nói. Có những người đàn ông có đam mê đặc thù, ví dụ như muốn nuôi phụ nữ trong nhà như nô lệ, hoặc thích những cô gái nhỏ tuổi. Đúng là biến thái. Hào phỉ phỉ không nhịn được phải mắng. Lữ Kính Tùng cười bất đắc dĩ. Tóm lại có không ít những người đàn ông như vậy, nhưng ham mê đặc thù của bọn họ dù đến câu lạc bộ hay nhà thổ cũng khó thể được thỏa mãn. Bách Hoa Lâu chính là nơi thỏa mãn đam mê cho bọn họ, căn cứ vào những yêu cầu mà khách hàng muốn để tìm ra người thích hợp. Ví dụ như khách hàng thích một nô lệ biết nghe lời, bọn họ sẽ bắt một cô gái đến, dạy bảo một thời gian, sau đó bán cho vị khách kia. Hơi quá đáng, đám khốn nạn kia nên đem đi xử bắn. Hào phỉ phỉ tức giận mắng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sợ, nếu tối qua nàng bị hai nữ cảnh sát bắt được, sợ rằng sau đó mình sẽ trở thành đồ chơi cho một kẻ biến thái nào đó rồi. Hào phỉ phỉ nghĩ vậy mà không khỏi hỏi. Những chuyện như vậy đã xảy ra, cảnh sát cũng biết, sao lại bỏ mặc Đơn giản vì trong hệ thống cảnh sát có rất nhiều người được nhận lợi ích từ Bách Hoa Lâu, bọn họ đều nhận hối lộ, thu tiền, còn chơi gái, bị người ta nắm bằng chứng. Trong tay, Lữ Kính Tùng giải thích, Ngoài ra nghe nói sau lưng Bách Hoa Lâu cũng có hậu trường cứng, không riêng gì cảnh sát, ở khối chính quyền cũng có người của bọn họ. Vì vậy mà dù Bách Hoa Lâu làm ra nhiều chuyện táng tận lương tâm, nhưng trước nay chưa ai quan tâm, tất nhiên bọn họ vẫn hoạt động khá bí mật, cũng chỉ đi trên con đường lãnh đạo cao cấp, vì vậy dân chúng căn bản khó thể thấy sự hiện hữu của bọn họ. Này, anh chỉ cần tìm ra địa điểm của Bách Hoa Lâu là được, tôi sẽ trực tiếp xử lý bọn họ. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Tổ trưởng Hạ, trước mắt chúng ta nắm giữ quá ít tin tức, Bách Hoa Lâu lại làm việc cẩn thận. Bây giờ chúng ta chỉ biết Bách Hoa Lâu do một người tên là quân thiếu gia khống chế, chúng ta cũng tra xét được tên kia là Trần Thiếu Quân, nhưng bây giờ đối phương đang mất tích, chẳng biết đi đâu, giống như đã nhận được tin và bỏ chạy rồi. Lữ Kính Thùng có chút ngượng ngùng, rõ ràng cảm thấy mình có chút bất lực. Các anh nhiều người như vậy, thẩm vấn lâu như vậy, cũng chỉ tìm được chút tin tức vậy sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Thôi bỏ, chuyện này cũng không vội, các anh chậm rãi điều tra, tôi đã cho anh điều tra thêm một chuyện nữa, đã tìm được người phụ nữ kia chưa? Tổ trưởng Hạ, tạm thời, còn chưa có tin tức gì. Lữ Kính Tùng khẽ nói, sau đó giải thích. Vì bây giờ rất nhiều người đang ở lại đây, nhân sự hơi thiếu. Đặt trọng điểm lên việc tìm người, còn chuyện bên này, các anh nhìn vào đám người hiểm nghi là được. Hạ Thiên không đợi Lữ Kính Tùng nói xong mà lên tiếng cắt ngang lời. "Vâng." Lữ Kính Tùng vội vàng gật đầu. "Tôi sẽ lập tức sắp xếp. Tổ trưởng Lữ, các anh đã hỏi qua Điền Bác Phong của tổ trọng án thành phố Nhạc Nam chưa?" Hào Phỉ Phỉ không nhịn được phải hỏi. "Đã hỏi rồi, nhưng Điền Bác Phong này cũng chưa khai gì, vì hắn là tổ trưởng tổ trọng án, phương diện này rất có kinh nghiệm, khó đối phó." Lữ Kính Tùng trả lời. "Anh ta biết chuyện này?" chẳng qua chỉ không dám nói mà thôi. Hào phỉ phỉ nhíu mày. Cũng không biết anh ta đang sợ điều gì. Cô xác nhận tên kia biết nhiều chuyện sao. Hạ Thiên nhìn vào Hào phỉ phỉ rồi hỏi một câu. À, tối qua anh ấy đã nhắc nhở tôi phải cẩn thận, giống như biết rõ tôi có thể gặp chuyện không may. Tôi cảm thấy, cảm thấy anh ta biết chuyện về Bách Hoa Lâu, biết rất nhiều, nói không chừng đã từng điều tra, nhưng có lẽ bị uy hiếp nên không dám tiếp tục. Hào phỉ phỉ gật đầu khẳng định. Thật ra tôi cũng cảm thấy Điền Bác Phong này có chút tinh thần trọng nghĩa, có lẽ không thông đồng làm bậy, chỉ là lo lắng cho người nhà, vì vậy nên không dám nói ra. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ đi tìm thông tin. Hạ Thiên dù không có thời gian đi thẩm vấn tất cả, nhưng nếu hắn muốn thôi miên một người để đối phương nói ra tất cả, như vậy cũng là chuyện rất dễ dàng. Trong hồ Nguyệt Lạc có một con thuyền nhỏ, trên thuyền có một nam hai nữ, người nam chèo thuyền, hai người phụ nữ thì ngồi bên trong. Chỉ nhìn trời xanh nước trong, giống như không muốn nói chuyện với nhau. "Chị Linh, những người kia cuối cùng cũng đến Trần gia, nhưng lại không phát hiện ra thi thể của Trần Thiếu Quân." Nói chuyện là một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp, nàng khoảng 25-26 tuổi, mặc bộ đồ thể thao nhưng vẫn làm người ta nhìn rõ dáng người tuyệt đẹp. Hạ Thiên kia xem ra cũng là loại hữu danh vô thực, để cho chúng ta thất vọng rồi. Một người phụ nữ hơn 30 lên tiếng, nàng rất trưởng thành gợi cảm chính là trình linh mà trước đó đã nhìn trần thiếu quân chết đuối trong bể bơi tôi vốn tưởng rằng cục an ninh quốc gia sẽ xuất hiện ở đó vào buổi sáng sẽ thấy trần thiếu quân bị giết chết như vậy vụ án sẽ kết thúc không ngờ bọn họ đến muộn đám người kia đã xử lý xong thi thể của trần thiếu quân bây giờ trở thành trần thiếu quân chạy án chỉ sợ sẽ tiếp tục điều tra chị linh là ai xử lý thi thể của trần thiếu quân cô gái mặc đồ thể thao có chút bực bội chị cũng không biết Trình Linh lắc đầu, sau đó nàng cười nhạt với cô gái mặc đồ thể thao. "Tiểu Mạt, chẳng lẽ em nghĩ rằng chị làm?" "Chị Linh, em biết rõ thật ra chị chỉ muốn thoát khỏi tay lão gia." Cô gái gọi là Tiểu Mạt chợt khẽ nói. "Chị không riêng gì muốn thoát khỏi hắn, còn muốn giết chết hắn, nhưng chị muốn mượn tay Hạ Thiên làm điều này, chính mình nếu không làm tốt sẽ bị cuốn vào. Vì vậy chuyện này chỉ có thể là chị tự làm mà thôi." trong mắt trình linh chợt lóe lên hai luồng sáng thù hận lão già xúc sinh kia chính lão làm chị mất đi tất cả thù này nhất định sẽ báo nhưng với năng lực của chúng ta thì báo thù rất khó tiểu mặt lắc đầu nói không tiểu mạt báo thù cũng không khó như vậy trình linh khẽ lắc đầu khó là ở chỗ giải quyết hậu quả nếu chúng ta muốn cùng chết thì không khó nhưng chúng ta không muốn cùng chết theo bọn họ chỉ còn cuộc sống của mình chị còn trẻ mà lão già kia không đáng để chúng ta bán mạng chị linh bây giờ chúng ta nên làm gì tiểu mạt có chút lo lắng nếu cục an ninh quốc gia cứ tiếp tục điều tra nhất định sẽ tìm được chúng ta không dễ như vậy trình linh cười nhạt một tiếng hơn nữa dù có điều tra được chị cũng chỉ là một kẻ bị hại mà thôi trình linh khẽ thở ra một hơi rồi nói thật ra chị cũng không lo lắng những kẻ kia nói cho cùng thì cục an ninh quốc gia chỉ mạnh hơn cảnh sát một chút mà thôi, điều chị lo lắng nhất chính là tên hạ thiên kia, biện pháp mượn đao giết người tuy tốt nhưng nếu là cây đao đó quá mạnh, không tốt sẽ làm bị thương chính mình. chương 1332, có đàn ông nào không háo sắc? Chị Linh, tên hạ thiên kia rốt cuộc là ai? Tiểu mạt có chút tò mò. Em đã điều tra chút tin tức về anh ta ở trên mạng, phát hiện hắn chỉ là một công tử có y thuật tương đối cao mà thôi, hơn nữa với y thuật của anh ta, nói là thần kỳ như vậy em cảm thấy có chút giả dối, vì tin đồn dạo này thường rất khoa trương. Thành phố Giang Hải có một thiên ca truyền thuyết, nghe nói dù là hai nhà Hắc Bạch đều phải cung kính, dù là quan lớn đến dân chúng bình thường cũng đều biết một chuyện, đó là ở Giang Hải, có thể đắc tội với chủ tịch tỉnh, nhưng không thể đắc tội với Hạ Thiên. Vẻ mặt Trình Linh có chút khác thường. Thiên ca kia chính là Hạ Thiên, hắn tự xưng mình là Hạ Thần y đệ nhất thiên hạ còn là cao thủ đệ nhất thiên hạ, nghe nói không có ai biết rõ lai lịch của hắn, chỉ biết người này không thể chọc vào. chị linh dù sao đó cũng là thành phố giang hải, đây là nhạc nam, cách xa giang hải vài trăm km. tiểu mạt nói bên trong có chút sầu lo, như vây thì tính làm sao? trình linh cười nhạt một tiếng, hạ thiên vừa đến đây đã làm một chuyện rung động thành phố nhạc nam, hắn không những tìm bộ đội đặc chủng bao quanh khách sạn hồ nguyệt lạc còn tìm thêm vài trăm tên Cục An ninh Quốc gia đến điều tra sự việc. Trong đám người bị điều tra có vài chục cảnh sát thành phố Nhạc Nam, em cảm thấy ở Nhạc Nam có ai dám làm vậy không? Nhưng có câu Cường Long không áp địa đầu xa, ở thành phố Nhạc Nam này không ai dám đắc tội với lão gia. Tiểu mạt vẫn còn lo lắng. Không, chị dám khẳng định, lão già xúc sinh kia không dám chọc vào hạ thiên. Trên mặt trình linh lóe ra cái nhìn cừu hận. Vì ngày hôm qua khi chị nhắc đến hạ thiên, lão già kia trước nay chưa từng mất bình tĩnh nhưng không ngờ lại có biểu hiện sợ hãi. Đó là lần đầu tiên chị thấy lão ta sợ hãi, tuy chỉ là một thoáng nhưng hầu như mỗi ngày chị đều quan sát lão, chị sẽ không nhìn lầm. Sao, lão già cũng sợ hạ thiên. Tiểu mặt chợt hô lên kinh hoàng. Rất nhiều người sợ hạ thiên, cục công an tỉnh nghe nói hắn đến điều tra án thì phái một nữ cảnh sát xinh đẹp đến, giống như muốn ném vào miệng hạ thiên. Trình Linh tỏ ra trào phúng. Đáng tiếc là chị nghe nói, Hạ Thiên có một nữ cảnh sát cực kỳ xinh đẹp ở thành phố Giang Hải, hào phì phì tuy xinh đẹp nhưng lại kém quá xa. Quan trọng là Hạ Thiên còn mang theo một người phụ nữ như tiên nữ ở bên cạnh, thứ gọi là mỹ nhân kế căn bản không hiệu quả. Hạ Thiên kia có vẻ rất khá, nghe nói Triệu Vũ Cơ, An Khả Khả và cả Ma nữ Mộng Mộng đều có quan hệ với hắn. Tiểu Mạt phụ hỏa, trên đời này có đàn ông nào không háo sắc, không háo sắc sẽ không còn là đàn ông. Trình Linh thản nhiên nói: "Hồng nhan tai họa, đẹp cũng là một tư bản, cũng là tai nạn, điều này em và chị hiểu rất rõ. Đối với đàn ông thì cuối cùng chúng ta chỉ là đồ chơi, nếu không muốn làm đồ chơi thì chỉ có thể làm ngược lại, đó là coi bọn họ như trò chơi." Vẻ mặt Tiểu Mạt có hơi ảm đạm, nàng không nói gì, rõ ràng không chịu nổi chuyện cũ. Chuông điện thoại vang lên. Trình Linh nhận điện thoại, một lát sau nàng nói: "Tôi biết rồi." trình linh cúp điện thoại mà vẻ mặt có chút tối tăm chị linh xảy ra chuyện gì tiểu mị cảm thấy không đúng nàng không khỏi khẽ hỏi bộ đội đặc trùng đã bỏ đi người của cục an ninh quốc gia cũng đã đi hạ thiên giống như bỏ qua vụ này trình linh nói nhỏ nhưng chị linh chị không sợ hắn điều tra được mình sao tiểu mạt có chút kỳ quái chị rất lo lắng hắn điều tra ra dù sao thì thẩm vân cũng bị chị cho người giết chết nếu hắn điều tra được chỉ tám phần khó thể thoát. Trình Linh chậm rãi nói. Nhưng chỉ cần hắn để gây áp lực cho tên xúc sinh kia, nếu hắn còn đang điều tra vụ này thì lão già kia sẽ rất kiêng kỵ, chỉ muốn đối phó lão cũng dễ hơn. Nhưng nếu Hạ Thiên không điều tra vụ này, chỉ muốn đối phó với lão xúc sinh kia thì càng thêm khó. Tiểu Mạt không biết nói gì cho phải, vô tình hai người đều trầm mặc nhìn hồ nước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại của Trình Linh lại vang lên vài phút sau Trình Linh cúp máy, vẻ mặt chợt xuất hiện nụ như nắng ban mai. Chị Linh, có tin tốt sao? Tiểu Mạt không khỏi hỏi. Vụ án đang có người điều tra, em biết là ai điện thoại cho chị không? Trình Linh cười rất vui. Là điền bác phong của tổ trọng án, chính là tên cảnh sát trước kia từng điều tra vụ án về chồng chị. Bây giờ hắn đang ở Bách Hoa Lâu, hơn nữa còn cùng hợp tác với người của Cục An ninh Quốc gia, nói cách khác là cùng hợp tác với Hạ Thiên. Trình Linh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. Anh ấy trước nay luôn rất đồng tình với cảnh ngộ của chị. Lúc này khách sạn Hồ Nguyệt Lạc cuối cùng cũng khôi phục lại như bình thường, ít nhất là nhìn vào từ mặt ngoài là bình thường, phần lớn cảnh sát đều đã bỏ đi, mà một số ít bị nhân viên của cục an ninh quốc gia đưa đi, còn có một bộ phận bị đám cảnh sát cục công an tỉnh do hào hồng quang đưa đến chính thức đưa đi. Tống Quang Trấn tổ trưởng đội hác báo cũng nhận được lệnh bỏ đi, nhưng phần cảnh giới bên ngoài khách sạn cũng không được dở bỏ, thực tế khách sạn này sẽ bị niêm phong. Hạ Thiên dứt khoát thôi miên Điền Bác Phong, mà Điền Bác Phong cũng thật sự biết rất nhiều tin tức về Bách Hoa Lâu, vì năm xưa hắn từng điều tra một vụ án mạng, cuối cùng thấy có mối liên quan đến Bách Hoa Lâu. Khi đó hắn điều tra rất sâu, tuy không thể nào kết thúc vụ án nhưng cũng tra được khá nhiều bí ẩn. Hạ Thiên cũng không tự mình đi điều tra vì chuyện quan trọng nhất với hắn chính là đám người phiêu miểu tiên môn, hắn cho Điền Bác Phong phối hợp với người của Cục An ninh Quốc gia, còn đám người Cục An ninh Quốc gia có thể tìm ra được hung thủ hay không, phải xem vào năng lực của bọn họ. Nhưng lần này Hạ Thiên lại muốn đổi khách sạn, tuy hắn vốn định ở chỗ này để đợi Hoàng Tĩnh Di tự đưa thân đến, nhưng Hoàng Tĩnh Di không đến, xem ra nếu tiếp tục chờ đợi cũng không có gì. Hạ Thiên cũng không phải là người thích ôm cây đợi thỏ, hắn thích nắm thế chủ động hơn hiện tại hắn chỉ hy vọng đám người cục an ninh quốc gia có thể nhanh chóng tìm được hoàng tĩnh di vì đêm dài lắm mộng chuyện này không giải quyết làm hắn khó thể an tâm em chân dài em muốn đi đâu hạ thiên xách ba lô đứng trước cổng khách sạn hồ nguyệt lạc khoảnh khắc này cũng không biết nên đi đâu thật sự không có biện pháp hắn hoàn toàn không quen nơi này tất nhiên hạ thiên cũng không trông mong dạ ngọc mỹ thật sự nói cho biết sẽ đi đâu hắn thấy dạ ngọc mỹ cũng như mình chẳng biết gì về nơi này Đồng thời hắn cũng nghĩ rằng Dạ Ngọc Mị không quan tâm đến mình. Nhưng điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy bất ngờ chính là lần này Dạ Ngọc Mị lại trả lời, tuy nhiên chỉ có hai chữ là Thần Sơn. Thần Sơn giống như không phải là khách sạn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói: "Tôi muốn đến đó tìm kiếm." Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói: "Tất nhiên Hạ Thiên hiểu ý của Dạ Ngọc Mị, không muốn đến khách sạn, rõ ràng muốn đến Thần Sơn tìm phương pháp quay về Đại Lục Tiên Vân. Được rồi, chúng ta đi tìm. Hạ Thiên ngược lại cũng không từ chối lời đề nghị của dạ Ngọc Mị, hắn cũng muốn tìm ra phương pháp kia, nếu không thì sao có thể hủy nó đi. Tổ trưởng Hạ, đợi chút. Khi Hạ Thiên và dạ Ngọc Mị chuẩn bị chạy đi, một nữ cảnh sát xinh đẹp từ bên trong chạy ra, đó không phải là ai khác, chính là Hào Phỉ Phỉ. Chuyện gì? Hạ Thiên dù không có hào cảm gì đặc biệt với Hào Phỉ Phỉ nhưng ấn tượng lại không kém, hơn nữa lại biết nàng có quan hệ với Hào Đồ, vì thế cũng coi là không tệ. Tổ trưởng Hạ, chú nói bên này không có khách sạn gì tốt, nhưng chú ấy có một người bạn có một tòa biệt thự ở bên cạnh Hồ Nguyệt Lạc, bây giờ trong đó lại không có người ở. Nếu là tổ trưởng Hạ không ngại, có thể đến đó ở vài ngày, điều kiện nơi đó còn tốt hơn khách sạn. Hào Phỉ Phỉ nhanh chóng nói. À, vậy thì được, như vậy thì đến đó. Hạ Thiên lại đồng ý, dù sao hắn cũng chuẩn bị rời khỏi Thần Sơn, ở gần Hồ Nguyệt Lạc là rất tốt. Tổ trưởng hạ, biệt thự tạm thời không có người giúp việc, tài nấu nướng của tôi cũng không quá dở, nếu hai người không ngại, tôi có thể đến lo phần cơm nước. Hào phỉ phỉ có chút trần trừ, sau đó nói thêm. Được, đi thôi. Hạ thiên lại một lời đồng ý. Vâng, tổ trưởng hạ, anh chờ chút, tôi cho người đến đón, vì tôi cũng không biết đó ở chỗ nào. Hào phỉ phỉ có chút hưng phấn. Hạ thiên gật đầu, sau đó đợi thêm vài phút, có một chiếc Audi chạy đến. 10 phút sau bọn họ đến bên cạnh một căn biệt thự ở bên cạnh hồ Nguyệt Lạc, tài xế đưa chìa khóa nhà và chìa khóa phòng cho Hào Phỉ Phỉ thì cũng nhanh chóng bỏ đi. Bắt đầu từ lúc này, dù là xe hay biệt thự đều tạm thời do đám người Hạ Thiên sử dụng. Biệt thự này thật sự nằm bên cạnh hồ Nguyệt Lạc, rất lớn, đối diện với thần sơn. Rõ ràng có thể xây dựng biệt thự ở đây thì tuyệt đối không đơn giản chỉ có tiền, bạn của Hào Hồng Quang rõ ràng cũng có thân phận không tầm thường. Cô ở trong nhà Chúng tôi lên thần sơn một chút. Hạ Thiên cũng không ở trong biệt thự được bao lâu, hắn bắt chuyện với Hào Phỉ Phỉ, sau đó đạp nước mà đi, ngay sau đó cùng Dạ Ngọc Mị biến mất. Một lát sau Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị xuất hiện trên đỉnh thần sơn. "Này, em chân dài, hôm qua tìm được gì không?" "Dù sao tôi cũng chẳng thấy gì." Hạ Thiên thuận miệng hỏi, hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có phải thần tiên tỷ tỷ chỉ lộn chỗ rồi không? Dạ Ngọc Nghị không thèm quan tâm đến Hạ Thiên, nàng tiếp tục dò xét từng tấc đất trên đỉnh Thần Sơn. Hừ, chỉ cứ ở lại đây mà tìm, tôi đến vùng lân cận xem thế nào, biết đâu lối đi ở gần nơi đây. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn rời khỏi Thiên Thần Đỉnh, tiếp tục tìm kiếm ở ngọn núi khác trong Thần Sơn. Trường 1333, chỉ xích thiên nhai. Hạ thiên chạy vòng qua thần sơn một lượt, với hai chân của hắn thì mỗi tấc đất thần sơn đều được đi qua, nhưng cuối cùng ngoài tìm được một cặp nam nữ đang chiến đấu căn bản không có gì vô tình trời chuyển tối trên thần sơn chỉ còn lại một cặp nam nữ oan gia vài giờ không có thu hoạch hạ thiên cuối cùng cũng đi về thiên thần đỉnh này em chân dài trời tối rồi đừng tìm nữa chúng ta về thôi hạ thiên ngáp một cái hắn thật sự có chút mệt mỏi tối qua ngủ không ngon bây giờ không có ai trò chuyện không buồn ngủ mới là lạ cậu thích thì cứ về dạ ngọc mỹ lạnh lùng nói rõ ràng nàng chưa có ý muốn quay về này chẳng lẽ chị muốn ở đây cả đêm hạ thiên có chút buồn bực tôi cũng không có hứng ở đây cả tối dạ ngọc mỹ dứt khoát không quan tâm đến hạ thiên vẫn tỉ mỉ tìm kiếm không biết đang tìm thứ gì em chân dài chị đã kiểm tra mấy trăm lần rồi hạ thiên nhịn không được hỏi cậu câm miệng lại được không dạ ngọc mỹ có chút bực bội nàng quát lên một tiếng này, chị còn chưa đi thì tôi đi đấy. Hạ Thiên cũng không muốn ở lại chỗ này. Tốt nhất là đi xa một chút, đừng quay về. Dạ Ngọc Nghị tức giận nói. Thật sự là không biết tốt xấu, nếu không phải tôi lo chị bị đám người phiêu miểu tiên môn giết chết, tôi cũng không thèm quan tâm. Hạ Thiên có chút bất mãn. Thôi được, chị đã muốn ở đây thì cứ ở lại tự nhiên, tôi về trước. Hạ Thiên nói đi là đi, nói xong thì bay xuống thiên thần đỉnh, bay về phía biệt thự bên kia hồ Nguyệt Lạc. Dạ Ngọc Nghị đứng ngạo nghễ trên Thiên Thần đỉnh, mắt nhìn về phương xa, tuy không lạnh băng nhưng lại có chút cách ly. Sau khi Hạ Thiên bỏ đi thì nàng đã liên tiếp tìm đường đi vào pháp trận, nàng tin năm xưa mình vào thế giới này thông qua một pháp trận tiên môn, một pháp trận mà nàng và Nguyệt Thanh Nhã vô tình chiến đấu phát hiện ra, cửa vào của nó ở thế giới này là thần sơn, nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa tìm ra chút tung tích của nó. Dạ Ngọc Mỹ phát hiện mình rất thích chỗ này, sau khi đi vào thế giới này, nàng hầu như không có bao nhiêu chỗ cảm thấy thích thú, Thanh Phong Sơn miễn cưỡng xem như là một nửa, dù nàng mới đến đây nhưng lại phát hiện đứng chỗ này có thể cảm nhận được tất cả ở xung quanh, trong mơ hồ nàng giống như quay về thế giới kia, chính là Đại Lục Tiên Vân. Linh khí của Thần Sơn dù không được nồng đậm như Thanh Phong Sơn, nhưng nếu so với bất kỳ chỗ nào khác trên thế giới này thì cũng nồng đậm hơn. Chỗ này có vài chục ngọn núi nhỏ, còn có hồ Nguyệt Lạc vây quanh, nó làm cho dạ ngọc mị cảm thấy quen thuộc. Nàng đứng đây giống như tìm lại được cảm giác ở đại lục tiên vân, đứng trên ngọn núi này giống như đứng trên ngọn núi nào đó ở đại lục tiên vân. Thế giới này cuối cùng cũng không thuộc về mình. Dạ ngọc mị ngẩng đầu nhìn trời, tối nay trăng lên cao, tâm tình của nàng cũng tốt hơn khá nhiều. Vâng trăng sáng trên bầu trời cũng giống như ở đại lục tiên vân, lúc này càng làm cho nàng sinh ra ảo giác, giống như nàng trở lại đại lục tiên vân, hay giống như 20 năm qua nàng căn bản chưa rời khỏi đại lục tiên vân. Có đôi khi dạ ngọc mỹ luôn không tự giác thầm nghĩ, có phải thế giới này cũng thuộc đại lục tiên vân. Phải biết rằng đại lục tiên vân có lãnh thổ rộng lớn, nói không chừng nơi đây chính là một vùng hẻo lánh của đại lục tiên vân, là một góc nào đó nàng chưa đi qua. Nhưng khi dạ ngọc mỹ biết thế giới này thật ra chỉ là một tinh cầu nhỏ, gọi là địa cầu, hầu như tất cả khu vực đều được người ta thăm dò, khi đó nàng mới biết chỗ này không phải vùng hẻo lánh thuộc Đại Lục Tiên Vân, chỉ là một ngân hà hẻo lánh mà thôi. Nàng nghĩ có lẽ Đại Lục Tiên Vân ở một chỗ khác, cách rất xa nơi này. Nhưng Dạ Ngọc Nghị nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trong Đại Lục Tiên Vân có pháp trận đưa mình và Nguyệt Thanh Nhã đến chỗ này? Chẳng lẽ ở Đại Lục Tiên Vân từng có một vị tiền bối tu tiên đến thế giới này? Hay là giữa hai thế giới thật sự có một mối liên lạc nào đó? Dạ Ngọc Nghị rất muốn quay về không phải vì có tình nhân như tên khốn hạ thiên kia nói nguyên nhân chủ yếu nhất là ở đây quá tịch mịch đúng vậy là tịch mịch ở thế giới này dạ ngọc mị cảm thấy quá tịch mịch nơi này không có người tu tiên không có ai tu luyện lại không có đối thủ nơi này hầu như chẳng có thứ gì vì vậy nàng phải quay về phải về đại lục tiên vân chỉ ở đó nàng mới cảm thấy mình sống có ý nghĩa mình trở về cô ấy sẽ tịch mịch sao trong đầu dạ ngọc mị chợt lóe lên hình bóng của một người phụ nữ mặc áo bảo trắng, dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết rõ, cô gái áo bảo trắng kia chính là lo lắng lớn nhất trong kiếp này của mình. Dạ ngọc mị cứ như vậy mà lẳng lặng đứng trên thiên thần đỉnh, tư thái tuyệt thế của nàng đủ để bầu trời rung chuyển, ánh trắng mờ nhạt, nhưng đáng tiếc là lúc này không có ai được thưởng thức tình cảnh đẹp đẽ như vậy. Không biết bao lâu sau... Một cảm giác báo động chợt kéo dạ ngọc mị từ trong trạng thái như thật như ảo bừng tỉnh trở lại, nàng chợt xoay người, vẻ mặt biến đổi. Trên bầu, trời không xa là một bóng trắng lặng lẽ bay đến, chỉ sau nháy mắt đã đến thiên thần đỉnh, rơi xuống cách dạ ngọc mị chưa đủ 10 mét. Đây không phải là hoàng tính gì của phiêu miểu tiên môn, mà là một người đàn ông chưa đến 30, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao lớn, khí chất bất phàm, trên người hắn cũng bùng ra khí tức hùng mạnh. Lúc này gió núi như ngừng thổi, mà lúc này dạ ngọc mị cũng chợt cảm thấy không gian bốn phía như ngưng tụ, Người đàn ông anh Tuấn kia làm nàng sinh ra áp lực rất lớn. Dạ Ngọc Mỹ, người đàn ông áo trắng rùng giọng kinh ngạc nói. Người còn sống sao? 20 năm trước phiêu miểu tiên môn hình như không có người như ngươi. Dạ Ngọc Mỹ lạnh lùng đáp, nàng cũng nói thật lòng. Vì 20 năm trước nàng biết tất cả những đệ tử nổi danh của phiêu miểu tiên môn. Nàng không biết hoàng tính gì cũng như người đàn ông này có thể thấy dù là Hoàng Tĩnh Di hay người đàn ông này cũng đều là những đệ tử nổi bật của phiêu miểu tiên môn 20 năm sau này. 20 năm trước ta mới gia nhập phiêu miểu tiên môn chưa lâu, lúc đó mới 8 tuổi mà thôi. Người đàn ông áo trắng đã chấn định lại, giọng điệu cũng bình thản. Ta đã từng thấy Nguyệt Sư Tỷ, phong tư tuyệt thế của nàng đủ để ta tự ti mặc cảm, khi ta nghe tin Nguyệt Sư Tỷ mất tích, ta từng thề, dù là chân trời góc biển, dù là tận cùng bầu trời hay dưới hoàng tuyền, Ta sẽ tìm được nàng. Giọng điệu của người đàn ông áo trắng dần trở nên lạnh lùng. Dạ Ngọc Mị, ta hỏi ngươi, Nguyệt Sư Tỷ còn sống hay không? Tất nhiên còn sống, hơn nữa còn sống tốt hơn so với ngươi. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Rất tốt, nói cho ta biết, Nguyệt Sư Tỷ đang ở đâu? Người đàn ông mặc áo trắng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dạ Ngọc Mị. Chỉ cần ta có thể tìm được Nguyệt Sư Tỷ, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống nói cho ta biết lối về đại lục tiên vân nằm ở chỗ nào, ta sẽ nói cho người biết Nguyệt Thanh Nhã ở đâu. Dạ Ngọc Mỹ vẫn dùng giọng lạnh lùng nói, dù nàng biết rõ người đàn ông áo trắng mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng nàng không sợ hãi, nàng vững tin chính mình có đầy đủ năng lực thoát đi. Dạ Ngọc Mỹ, người không có tư cách đặt điều kiện với ta. Người đàn ông áo trắng cười lạnh một tiếng. Người chỉ có hai lựa chọn, một là nói, hai là chết. Chữ chết vừa ra khỏi miệng thì người đàn ông áo trắng đã hành động, hắn khẽ phất tay, nhìn thì có vẻ tùy ý nhưng một luồng lực lượng khủng bố mãnh liệt phóng về phía Dạ Ngọc Nghị. Dạ Ngọc Mỹ nhanh chóng lui ra, sợi tơ màu đen cũng nhanh chóng phóng ra, vẻ mặt nàng có chút khó coi, vì công lực của người đàn ông áo trắng thật sự còn mạnh hơn cả Hoàng Tĩnh Di, ít nhất cũng là Kim Đan hậu kỳ, thật sự không kém quá nhiều so với nàng 20 năm trước. Dù là 20 năm trước thì nàng cũng không dễ, thắng người này mà hiện tại nàng càng không có khả năng. Sau khi có phát hiện như vậy thì Dạ Ngọc Mị dứt khoát cho ra một phương án là bỏ chạy. Nếu đã hoàn toàn không có khả năng chiến thắng đối thủ, cần gì phải lãng phí thời gian. Tuy vết thương trong cơ thể Dạ Ngọc Mị đã khá tốt, nhưng nàng cũng không muốn hao phí công lực trong một trận chiến mà biết chắc mình không thắng. Vì thế lúc này sợi tơ màu đen phóng về phía người đàn ông áo trắng, cơ thể nàng cũng đã rời khỏi Thiên Thần Đỉnh. Muốn chạy sao? người đàn ông áo trắng cười lạnh một tiếng hắn căn bản không quan tâm đến sợi tơ màu đen của dạ ngọc mị hắn đột nhiên phóng về phía trước tuy chỉ là phóng ra một bước nhưng khi xuất hiện lại cách dạ ngọc mị chưa đến ba bước sau đó hắn nhanh chóng tung một trường chơi ạ à, chỉ xích thiên nhai dạ ngọc mị thầm mắng một câu người đàn ông áo trắng này do ràng luyện bộ pháp chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt đã đuổi theo nàng làm nàng căn bản không thể nào chạy trốn Dạ Ngọc Mị không thể nào không chính diện nghinh địch, thời gian quá ngắn cũng không thể cho nàng cơ hội né tránh, công lực tranh lệch quá lớn, nàng căn bản không thể nào dùng chiêu thức gì hay để đối kháng, quan trọng là bộ pháp của đối phương cũng tinh diệu hơn nàng. Dạ Ngọc Mị vừa rồi còn có tự tin bỏ chạy, nhưng bây giờ nàng chợt đau đớn phát hiện ra vấn đề, mình chỉ có thể liều mạng mà thôi. Lúc này 10 sợi tơ trên người nàng chợt túa ra bay múa, một nửa ở lại bay lượn quanh người nàng, một nửa còn lại nhanh chóng hóa thành kén, bao bọc cơ thể nàng vào bên trong. Người đàn ông áo trắng chợt cười lạnh, bàn tay rung lên, những sợi tơ đang bay múa bị kéo ra, sau đó hắn nặng nề vỗ một trưởng lên mặt kén. Đúng lúc này trong kén chợt có một bàn tay trong suốt vỗ về phía ngực người đàn ông áo trắng nhanh như trước, mà sợi tơ đen trước đó cũng đột nhiên quay về, phóng vào sau gáy đối phương. Âm, uhm, một âm thân khủng bố vang lên, đồng thời còn có một tiếng kêu đau đớn. Á! À chương 1334, Bạch Vân Tiên phiêu miểu tiên môn. Một trường không chút lưu tình của người đàn ông áo trắng vỗ mạnh lên chiếc kén được những sợi tơ hắc sắc cuốn thành của dạ ngọc nghị, mà chiếc kén xoay tròn kia đã lấy mất một nửa lực đánh của hắn một cách rất quỷ dị, nhưng chỉ là như vậy cũng làm cho dạ ngọc nghị khó thể chống đỡ. Dạ ngọc nghị kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng ngọt ngọt, cặp môi tuyệt đẹp mở ra, nàng nhanh chóng ngậm miệng nhưng khóe miệng vẫn có một dòng máu rỉ ra tuy nàng miễn cưỡng có thể đứng yên chỗ cũ, nhưng một trưởng của đối phương đã làm nàng bị thương. Cùng lúc đó bàn tay trắng như ngọc của dạ ngọc mị cũng vỗ đúng vào ngực người đàn ông áo trắng. Nhưng khoảnh khắc khi vỗ vào ngực người đàn ông áo trắng thì dạ ngọc mị chợt cảm thấy mình như đánh vào sóng biển, lòng bàn tay bùng ra lực lượng rất mạnh nhưng chợt biến mất không thấy đâu, một trưởng đánh chúng đối thủ nhưng rõ ràng là không hiệu quả. Sở tơ màu đen cũng phóng đến sau gáy người đàn ông áo trắng, nhưng đối phương như có mắt sau gáy, hắn vươn hai ngón tay trái kẹp lấy sợi tơ. Người đàn ông áo trắng kẹp được sợi tơ, sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh để phóng về phía trước, lúc này mục tiêu là dạ ngọc mị. Sợi tơ màu đen nhanh chóng phóng đến trước ngực dạ ngọc mị, giống như sắp tạo nên cho nàng một đòn chí mạng. Nhưng khi sợi tơ chuẩn bị tiếp xúc thì chợt dung hợp với chiếc kén quanh người nàng, sợi tơ dù sao cũng là vũ khí của nàng nhiều năm, hầu như là một phần cơ thể của nàng, sao có thể làm bị thương nàng được. Á, à. Dạ Ngọc Mị hét lên một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng không thể nào giữ ổn định cơ thể, trực tiếp rơi xuống, chính thức bị thương. Không phải Dạ Ngọc Mị bị sợi tơ của mình tạo ra thương tích, mà một trưởng bàn tay phải cũng lợi dụng lúc sợi tơ bay trở lại bên người nàng mà quỷ dị xuất hiện, nàng bị một trưởng đánh bay đi. Một trưởng này của người đàn ông áo trắng có thể nói là nặng hơn một trưởng trước đó, cái kén trên người Dạ Ngọc Mị cũng không chịu đựng được, vì thế mà nàng không khỏi trọng thương. Dạ Ngọc Mị cố gắng xoay người trên không trung, sau đó rơi xuống thiên thần đỉnh, dáng người tuyệt đẹp không khỏi lay động một chút, sau đó mới miễn cưỡng đứng vững. Dù nàng trọng thương nhưng vẫn kiêu ngạo đứng đó, cặp ngực cao ngất, ánh mắt đẹp bùng ra hàn quang, khóe miệng là một dòng máu tươi làm người ta cảm thấy thê lương. Nhưng lúc này tất cả khung cảnh càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho dạ Ngọc Nghị, vẻ đẹp của nàng thật sự kinh tâm động phách, kiêu ngạo chúng sinh. Trong mắt người đàn ông áo trắng chợt có thêm chút hương vị khác thường, hắn không tiếp tục ra tay, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn dạ ngọc mị, giọng điệu vẫn lạnh băng. Dạ ngọc mị, ta nói lần cuối, người có hai lựa chọn, một là nói ra vị trí của Nguyệt Sư Tỷ, hai là chết. Cái chết cũng không dọa được ta. Dạ ngọc mị chậm dã nói ra vài chữ, lúc này gương mặt tuyệt thế có hơi tái, so với trước đó thì có thêm chút ngây ngô. Lúc này cái chết đến quá gần, nhưng cái chết cũng không phải xấu, vì điều đó có nghĩa là ác mộng 20 năm qua sắp kết thúc. Dạ Ngọc Mị, nếu muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt người đàn ông áo trắng chợt lóe lên một luồng hàn quang, sát khí trên người bùng ra, bàn tay phải giơ lên, bộ dạng có thể vỗ chết Dạ Ngọc Mị bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này một âm thanh tiếc hận chợt vang lên. Đúng là phí của trời. Người đàn ông áo trắng chợt ngẩng đầu, cách đó không xa là một hình bóng đang bay về phía bên này, một giây sau hắn phát hiện đối phương đã ở bên cạnh dạ ngọc mị không đợi hắn mở miệng tên kia đã ngẩng đầu nói này chú em có phải là đàn ông không một người phụ nữ xinh đẹp thế này mà chú lại giết không biết tiếc của rời sao ngươi là ai người đàn ông áo trắng dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn tên mới xuất hiện sao ngươi biết thân pháp của phiêu miểu tiên môn nếu anh nói là chị ấy dạy anh chú tin không người vừa xuất hiện chợt cười hì hì Đúng rồi, để anh giới thiệu, anh là Hạ Thiên, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong Thiên Hạ đệ nhất thiên, mà chú đây tên gì? Ta là Bạch Vân Sơn, đến từ Phiêu Miểu Tiên môn." Người đàn ông áo trắng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. "Ngươi là đồ đệ của Dạ Ngọc Mị sao?" "Bạch Vân Sơn, anh không biết chú ở trên Đại Lục Tiên Vân có phải là danh nhân hay không, nhưng cái tên của chú ở nơi này đúng là danh nhân, không ai trong thiên hạ." "Không biết." Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Bạch Vân Sơn tất nhiên không phải là danh nhân, nhưng cái tên Bạch Vân Sơn lại khá nổi tiếng, trong nước có ít nhất 10 nơi gọi là Bạch Vân Sơn. Hạ Thiên nắm bàn tay non mềm của dạ Ngọc Nghị rồi nói tiếp. Thật ra chị ấy không phải là sư phụ của anh đây, mà anh là chồng của chị ấy, tuy vợ này không nghe lời nhưng dù sao cũng là vợ, vì vậy ai đánh vợ anh thì phải trả giá. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói hưu nói vượn nhưng dạ Ngọc Mị không phản bác, nàng bị hắn cầm tay cũng không vùng vẫy, vì băng hỏa linh khí trong cơ thể hắn đang liên tục đưa vào người nàng, nhanh chóng chữa thương. Trên thực tế Hạ Thiên cũng không phải phát hiện tình hình chiến đấu ở chỗ này, vì khi dạ ngọc mị đứng ngạo nghễ trên thiên thần đỉnh, Hạ Thiên cũng đang ở trên sân thượng biệt thự bên Hồ Nguyệt Lạc nhìn dạ ngọc mị. Tất nhiên ý của Hạ Thiên cũng không phải bảo vệ dạ ngọc mị, hắn chỉ dám thị nàng mà thôi, nếu nàng tìm được đường về, hắn sẽ lập tức xuất hiện, đuổi nàng đi và phá bỏ đường về vì dù là lời nhắc nhở của thần tiên tỷ tỷ hay vì sự an toàn của mọi người hắn không thể cho dạ ngọc mị quay về nhưng hạ thiên không ngờ mình dám thì cũng là cứu dạ ngọc mị vì dù là lời căn dặn hay vấn đề an toàn của thần tiên tỷ tỷ hắn vẫn phải cứu dạ ngọc mị vì một mình hắn cũng không thể nào đối phó được với đám người phiêu miểu tiên môn đặc biệt là sau khi bạch vân sơn xuất hiện thì hắn càng xác định được điều này vì bạch vân sơn còn mạnh hơn cả hoàng tĩnh di dạ ngọc nghị ngày xưa người đánh cắp công pháp của phiêu miểu tiên môn, bây giờ lại truyền cho người ngoài. Bạch Vân Sơn có chút phẫn nộ. Rất tốt, nếu đã như vậy thì ta không ngại mà nhắc lại, nếu nói cho ta biết vị trí của Nguyệt Sư Tỷ, ta sẽ tha cho một mạng, nếu không thì ta sẽ cho hai đứa các ngươi xuống địa phủ làm huyên ương. Này, Nguyệt Sư Tỷ là ai? Hạ Thiên tỏ ra rất ngạc nhiên. Đệ nhất tiên tử Nguyệt Thanh Nhã. Bạch Vân Sơn dùng giọng lạnh lùng nói. Người biết mà rõ ràng còn cố hỏi. À, là chị ấy sao? Hạ Thiên chợt hiểu ra, hắn nhìn dạ Ngọc Nghị. Vợ chân dài, Bạch Vân Sơn nói Nguyệt Thanh Nhã, chính là kẻ thù của chị sao? Đúng vậy, là cô ta. Dạ Ngọc Nghị cuối cùng cũng trả lời một câu, nàng mơ hồ hiểu ra Hạ Thiên đang kéo dài thời gian, dù băng hỏa linh khí của Hạ Thiên chị nội thương rất tốt nhưng cũng cần có thời gian. Vậy thì nói ra, không nên che giấu. Hạ Thiên không cho là đúng tôi thấy người này tám phần là kẻ thù của Nguyệt Thanh Nhã kia, để bọn họ tự giết hại lẫn nhau đi. Ngu ngốc, bọn họ cùng một hội. Dạ Ngọc Mị khẽ mắng một câu, tuy nàng thật là mắng hạ thiên nhưng nghe vào tai Bạch Vân Sơn lại giống như liếc mắt đưa tình. Khi thấy đám người kia tay trong tay thì Bạch Vân Sơn càng thêm tin tưởng, hai tên này thật sự là tình nhân. Cùng một hội thì thế nào? Hạ thiên phản bác. Cùng một hội cũng thường tương tàn vậy. Không đợi dạ ngọc mị phản bác, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn Bạch Vân Sơn. Này, người thật sự muốn biết vị trí của Nguyệt Thanh Nhã sao? Đừng nói nhảm. Bạch Vân Sơn lạnh lùng nói. Được rồi, không nhiều lời. Hạ Thiên không còn cười hì hì mà trở nên nghiêm túc. Nói cho chú biết vị trí của Nguyệt Thanh Nhã cũng không phải là vấn đề, nhưng vừa rồi chú đánh vợ anh bị thương, anh phải giúp vợ anh hả giận, nếu không tối nay anh sẽ ngủ dưới chuồng heo. Người muốn ra tay với ta trong ánh mắt bạch vân sơn tràn đầy cái nhìn trào phúng giọng điệu khinh thường đàn ông lúc nào chẳng đánh nhau vì phụ nữ vì tối nay được cày cấy dù không đánh lại chú em anh cũng liều chết hy sinh hạ thiên vẫn tỏ ra nghiêm túc này anh thấy không còn sớm vì một đêm lung linh anh cũng không muốn bỏ phí thời gian thôi thì thế này chúng ta trực tiếp một chút chỉ tiếp nhau ba trường sau khi xong ba trường dù thắng thua thế nào anh cũng nói cho chú em biết vị trí của nguyệt thanh nhã Người muốn liều mạng ba trưởng với ta. Bạch Vân Sơn nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt càng thêm khinh thường. Chỉ bằng vào ngươi. Đúng vậy, liều mạng ba trưởng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Này, nếu chú không dám thì một trưởng cũng được, anh chỉ muốn hả giận cho vợ mà thôi, đánh với chú một hai ba trưởng cũng không khác gì nhau. Ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn. Bạch Vân Sơn cười lạnh lùng. Ba trưởng thì ba trưởng, nhưng ta sợ ngươi một trưởng cũng không chịu nổi nếu ngươi đánh chết cậu ấy, đừng hòng biết được tin tức về Nguyệt Thanh Nhã. Dạ Ngọc Mị Trần nói, nàng tất nhiên không phải quan tâm đến Hạ Thiên, nàng thấy có lẽ hắn sẽ dùng chiêu thức vô sỉ, vì vậy nàng mới lên tiếng. Nếu Bạch Vân Sơn không dùng toàn lực, kế hoạch của tiểu tử kia sẽ thành công. Vợ chân dài, xem tôi dạy bảo tên đầu trâu này. Hạ Thiên cuối cùng cũng buông tay của dạ Ngọc Mị. Tối nay nhất định phải cho tôi cầy cấy đấy nhé chương 1335, để tôi nghỉ ngơi một chút. Dù biết Hạ Thiên muốn mê hoặc Bạch Vân Sơn, dù hắn đã chưa tốt nội thương cho mình, nhưng dạ Ngọc Mỹ vẫn có ý nghĩ muốn bóp chết hắn. Vì tên khốn này lúc nào cũng muốn đùa giỡn với nàng, đúng là khó thể cứu được. Cũng không biết vì sao Nguyệt Thanh nhã lại vừa ý tên khốn kiếp háo sắc vô sỉ hạ lưu thế này. Dạ Ngọc Mỹ thầm mắng. Vợ chân dài, nên lùi ra phía sau một bước, nếu không sẽ bị chân khí làm bị thương hạ thiên lúc này lại nói một câu tỏ ra quan tâm đến dạ ngọc nghị dạ ngọc nghị cuối cùng cũng không nói gì nữa nàng rời xa hạ thiên vài chục mét nhưng vô tình lại tiếp cận bạch vân sơn không hề nghi ngờ nếu trong mắt những người không biết thì hạ thiên và dạ ngọc nghị chính là hai tình nhân bạch vân sơn cũng không nghi ngờ như vậy được rồi bắt đầu đi hạ thiên nói bắt đầu thì đã bắt đầu nói xong thì đánh về phía bạch vân sơn một trường tung ra bạch phân sơn cười lạnh một tiếng tuy một trưởng của hạ thiên không có bất kỳ điều gì bất ngờ muốn né tránh cũng rất dễ dàng nhưng hắn cũng không tránh né mà đưa tay lên đón bùm hai trưởng chạm vào nhau phát ra những âm thanh trầm đục giống như có một vụ nổ nhưng vụ nổ này không phải là thuốc súng mà là chân khí hùng mạnh bùng nổ lúc này chân khí bốn phía cũng bị ảnh hưởng vài cây nhỏ trên thiên thần đỉnh cũng bị chặt đứt trong vô tình á à! hạ thiên chờ kêu lên một tiếng đau đớn cơ thể bay ra phía sau vài trượt, miễn cưỡng rơi xuống đất, vẻ mặt tái nhợt, còn có một chút đỏ tươi. Mà Bạch Vân Sơn vẫn đứng yên tại chỗ không động, cơ thể không rung động, vẻ mặt như thường, rõ ràng lần đầu tiên giao phong thì hắn toàn thắng. Có thể tiếp được 8 phần công lực của ta mà không chết, coi như cũng khá tốt, miễn cứng có tư cách là đối thủ của ta. Bạch Vân Sơn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Khổ, khổ. Hạ Thiên chợt ho khan vài tiếng muốn làm vợ hả giận cũng không dễ, nhưng không sao, còn hai trưởng nữa, chú chờ chút, anh phải nghỉ ngơi một chút. Nếu bây giờ ngươi nói vị trí của Nguyệt Sư Tỷ, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Bạch Vân Sơn lạnh lùng nói, mặc kệ là đường sống hay đường chết, vợ không có đường thì tôi cũng không có đường. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, hắn vừa nói vừa nhanh chóng vận chuyển băng hỏa linh khí để chữa nội thương. Một trường vừa rồi của hắn là toàn lực nhưng không phải là đối thủ của Bạch Vân Sơn, tất nhiên đây cũng là điều mà bọn họ dự đoán. Vì với quan sát của hắn trước đó, hắn đã biết Bạch Vân Sơn này mạnh hơn mình rất nhiều, nếu dùng phương pháp bình thường thì khó thể nào thắng được, dù có liên thủ với dạ Ngọc Nghị cũng chưa hẳn là đối thủ của Bạch Vân Sơn. Nếu đã không dùng thủ đoạn bình thường thì cũng chỉ có thể dùng những thứ không bình thường, ví dụ như sử dụng độc dược hay mê dược, nhưng dù là thứ nào thì cũng được, điều quan trọng là phải có thể đưa nó vào trong người đối phương một cách không có tiếng động. Đã nghỉ ngơi đủ chưa? Bạch Vân Sơn lạnh lùng lên tiếng. Sự kiên nhẫn của ta cũng chỉ có hạn. Được, rồi, bây giờ là trưởng thứ hai. Hạ Thiên nhìn có chút bất đắc dĩ, nhưng lần này lại tiếp tục tung một trưởng về phía Bạch Vân Sơn. Bùm! Hai trưởng va vào nhau, vẫn phát ra một tiếng nổ mạnh của chân khí, nhưng khí thế lúc này không bằng trước đó. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này dù là Hạ Thiên hay Bạch Vân Sơn thì cũng không cho ra lực lượng bằng lần trước. Nhưng kết quả vẫn là Bạch Vân Sơn không sứt mẻ mà Hạ Thiên thì bị đánh bay. Người không tiếp được 6 phần công lực của ta, còn muốn tiếp tục nữa sao? Bạch Vân Sơn lạnh lùng hỏi, hắn cũng không muốn hạ thủ lưu tình, nhưng vừa rồi dạ Ngọc Mỹ nói, nếu Hạ Thiên chết thì nàng cũng sẽ không nói ra vị trí của Nguyệt Thanh Nhã. Tất nhiên vấn đề Hạ Thiên và dạ Ngọc Mỹ chết hay không cũng không phải là thứ mà hắn quan tâm, Hắn thấy trước đó Hạ Thiên đã bị thương, nếu dùng 8 phần lực lượng thì đối phương sẽ phải chết, vì thế mà chỉ hạ xuống 6 phần công lực mà thôi. Thật ra nắm đấm của anh đây lợi hại hơn. Hạ Thiên không tỏ ra yếu thế. Lần này chúng ta dùng nắm đấm. Tùy ý. Trên mặt Bạch Vân Sơn lộ ra vẻ trào phúng, dù là nắm đấm hay bàn tay thì căn bản không có gì khác nhau, trong mắt hắn thì lúc này Hạ Thiên là một tên hề một tên vì nịnh nọt dạ ngọc mị mà vẫn cố gắng tỏ ra hùng mạnh khi biết mình không phải là đối thủ. Vợ chân dài, xem tôi dùng một đấm đánh bay đối phương. Hạ thiên hô to một tiếng, siết nắm đấm lại, vỗ mạnh về phía Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn nở nụ cười khinh thường, hắn tùy ý vung tay, lúc này thậm chí chỉ dùng 5 phần công lực. Hạ thiên đấm vào lòng bàn tay của Bạch Vân Sơn, quyền trưởng đụng vào nhau, khoảnh khắc đó vẻ mặt Bạch Vân Sơn chợt biến đổi, vì hắn chợt thấy đau đớn, một cây châm đột nhiên đâm vào lòng bàn tay của hắn. Hèn hạ. Bạch phân Sơn chợt phẫn nộ gào lên một tiếng, ngay sau đó vận chuyển chân khí, không hề giữ lại. Chân khí bùng ra như thác lũ, không những ép cây châm ra ngoài, đồng thời còn đánh bay Hạ Thiên. Dù như vậy hắn cũng cảm thấy những luồng chân khí quỷ dị tiến vào trong kinh mạch, luồng chân khí này rất mảnh nhưng cực kỳ tinh thuần, tiến vào trong kinh mạch của hắn thì nhanh chóng bùng nổ, trắng trợn phá hoại phụt. Hạ thiên há miệng phun ra một ngụm máu. Vợ chân dài, mau ra tay. Thực tế dạ ngọc mị đã ra tay. Dạ ngọc mị vẫn chú ý đến tình hình chiến đấu. Khi nàng nghe thấy Bạch Vân Sơn mắng hạ thiên là hèn hạ thì hơn 10 sợ tơ đen đã phóng về phía Bạch Vân Sơn. Lúc này nàng biết rõ tên khốn kia đã dùng thủ đoạn hèn hạ, hơn nữa Bạch Vân Sơn còn trúng chiêu, căn bản không cần hắn mở miệng thì nàng cũng đã tấn công Bạch Vân Sơn. Muốn chết, Bạch Vân Sơn cực kỳ tức giận, Hắn tiến ra vài bước, bộ pháp chỉ xích thiên nhai đưa hắn đến trước mặt Dạ Ngọc Nghị, mà một trường toàn lực cũng được đánh ra. Chân khí hóa thành luồng gió lốc cực mạnh tiến đến vây quanh Dạ Ngọc Nghị, cố gắng xé nát nàng ra. Dạ Ngọc Nghị thấy cảm giác lạnh lẽo bùng lên từ tận đáy lòng, nàng chợt phát hiện sự hùng mạnh của Bạch Vân Sơn nằm ngoài dự đoán của mình, nàng giống như bị nhốt trong vòng xoáy, không thể trốn, mà hơn 10 sợi tơ cũng không hiệu quả với Bạch Vân Sơn. Trong nguy cơ Dạ Ngọc Mị không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn phương án liều mạng, trong lòng thầm mắng tên khốn hạ thiên, không phải đã hạ độc đối phương sao. Thế nào lại chẳng có hiệu quả. Hơn 10 sợ tơ nhanh chóng quay về, chỉ trong nháy mắt lại trở thành một bộ phận trên người dạ Ngọc Mị, tốc độ quay về thật sự còn nhanh hơn cả ý nghĩ. Lúc này nàng đã hầu như bỏ qua tấn công, hơn 10 sợ tơ lại tiếp tục xoay tròn tạo nên chiếc kén, bao bọc lấy nàng. ầm. Uhm một luồng lực lượng cực mạnh vỗ lên chiếc kén phát ra tiếng nổ vang, chỉ trong nháy mắt thì dạ ngọc mị chợt nghe thấy tiếng kén vỡ, chiếc kén đang nhanh chóng xoay tròn chờ tan vỡ, lại hóa thành 10 sợi tơ. Sau đó nàng cảm thấy một luồng chân khí hùng mạnh đánh lên người mình. Phụt! Dạ ngọc mị há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị đánh bay như diều đứt dây, rơi xuống dưới thiên thần đỉnh. Các người muốn đi tìm chết, ta sẽ thành toàn. Bạch Vân Sơn dùng giọng tàn khốc nói hắn lại xài bước, lúc này phóng về phía Hạ Thiên. Đợi đã, không muốn biết Nguyệt Thanh Nhã ở đâu sao. Hạ Thiên chợt hô lên một tiếng, lời còn chưa dứt thì một bàn tay trên không vỗ về phía hắn. Thử lại ngân châm của ta. Hạ Thiên nói, rồi lại đấm ra. Bạch Vân Sơn nghe thấy ngân châm thì nhớ đến luồng chân khí đang phá hư kinh mạch trong người. Hắn nổi giận nhưng tốc độ không khỏi có hơi đình trệ, bàn tay cũng lệch hướng, rõ ràng không muốn liều mạng với Hạ Thiên lúc này nắm đấm của Hạ Thiên chợt mở ra, một loạt bóng đen lao về phía Bạch Vân Sơn. Chút tài mọn, Bạch Vân Sơn kinh thường nói, hắn khẽ vỗ tay, muốn ép đám ám khí kia rơi xuống. Nhưng ám khí cũng không bị đánh rơi, những cân ngân châm đen chợt nổ tung hóa thành hư ảo, giống như không còn thấy gì nữa. Bạch Vân Sơn cảm thấy không đúng, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, lại tung một trưởng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên chợt hóa thành cái bóng, Chân dẫm phiêu miểu bộ chạy vòng quanh Bạch Vân Sơn, hắn vừa chạy vừa phát động thế tấn công. Nhưng Hạ Thiên nhanh mà Bạch Vân Sơn còn nhanh hơn, hắn chạy như bay nhưng Bạch Vân Sơn không có vấn đề gì, một trưởng đánh ra làm cho hắn không thể tránh. Ầm, uhm, một tiếng nổ vang lên, Bạch Vân Sơn vỗ vào ngực Hạ Thiên, lại đánh bay Hạ Thiên. Hạ Thiên hầu như bay đi theo quỹ tích trước đó của Dạ Ngọc Mị, thiếu chút nữa đã ngã lên người nàng. Khoảnh khắc khi chạm đất hắn cố áp chế không phun máu trong ngực đau đớn khó chịu, toàn thân như dã rời. Em chân dài, chạy mau. Hạ thiên đưa tay bế dạ ngọc mị lên, tuy hắn bị thương rất nặng nhưng vẫn nhẹ hơn nàng, năng lực chạy trốn vẫn còn. Mà dạ ngọc Mỹ thì thật sự không tốt, vẻ mặt tái nhợt không chút máu, giống như sắp hôn mê. chương 1336, lưỡng bại câu thương. Ngươi cho rằng, các ngươi có thể chạy được sao? Bóng trắng chợt lóe lên, Bạch Vân Sơn chợt xuất hiện đứng chắn trước mặt Hạ Thiên, vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt bùng ra sát khí nồng đậm. Ánh mắt của hắn nhìn Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị giống như hai kẻ đã chết. Này, em chân dài, lúc này chúng ta chết chắc rồi. Hạ Thiên cũng không bối rối, hắn nhìn Dạ Ngọc Mị, dùng giọng không nhanh không chậm nói. Chúng ta thương lượng với nhau một chuyện, thế nào? Nếu chúng ta không chết, chị sẽ làm vợ tôi nhé. Nằm mơ. Dạ Ngọc Mị nói ra hai chữ, rất lạnh. Ôi, Chị có thể đừng nhỏ mọn như vậy được không? Chị đã sắp chết đến nơi rồi, nên đồng ý làm vợ tôi, có gì mà không được. Hạ Thiên có chút buồn bực. Tôi chỉ muốn sau khi chết có vợ đi theo mà thôi, tôi cũng không muốn các bà vợ phải chết theo mình, nhưng chị dù sao cũng sắp chết, tôi miễn cưỡng chấp nhận chị làm vợ đi theo cho vui. Nói nhảm như vậy làm gì, cũng không thể cho các ngươi sống thêm được vài ngày. Bạch Vân Sơn lạnh lùng nhìn hai người. Ta hỏi lần cuối, nguyệt sư tỷ đang ở đâu này nếu anh nói cho chú biết nguyệt sư tỷ của chú là vợ của anh chú nhất định sẽ đánh anh chết sao hạ thiên lúc này hỏi ta cũng định cho ngươi sống lâu thêm một chút nhưng ngươi dám mở miệng sỉ nhục nguyệt sư tỷ bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi nhanh hơn một chút vẻ mặt bạch vân sơn trở nên âm trầm một trưởng của hắn giống như đã dùng hết toàn lực hạ thiên hất tay lên vài chục cây ngân châm màu đen tạo thành một mảng lưới phóng về phía bạch vân sơn Tất nhiên Hạ Thiên không muốn chết, hắn cũng không thấy mình sẽ chết, nhưng hắn cần kéo dài chút thời gian, vì tên chết tiệt Bạch Vân Sơn này thật sự có công lực quá mạnh, độc dược trong cơ thể đối phương hầu như chưa phát tác. Hạ Thiên muốn dùng những cây ngân châm để kéo dài chút thời gian, nhưng điều làm hắn thất vọng là Bạch Vân Sơn căn bản không quan tâm đến những cây hắc châm của hắn, bàn tay phải vẫn vỗ về phía hắn. Khoảnh khắc khi bàn tay phải của Bạch Vân Sơn đến trước ngực Hạ Thiên, hắn cũng không tránh, chỉ có thể nghinh địch, bảo vệ ngực. Bạch Vân Sơn có chút kiêng kỵ với nắm đấm của Hạ Thiên, vì vậy cũng không muốn liều mạng, bàn tay phải chợt vỗ về phía vai phải của Hạ Thiên. Hạ Thiên cuối cùng cũng phát hiện mình không có cách nào, chỉ có thể cứng nhắc tiếp một trường. Có câu nói muốn đánh người thì trước tiên nên học để bị người ta đánh, bản lĩnh bị đánh của Hạ Thiên là không tồi, nhưng sau khi xuống núi thì ít bị đánh hẳn đi mà thôi. Khi Bạch Vân Sơn sắp đánh chúng Hạ Thiên, trong ngực hắn chợt có một bàn tay trong suốt thỏ ra, đột nhiên tiếp nhận một trưởng của Bạch Vân Sơn. Dạ Ngọc Mị nhìn có vẻ hôn mê nhưng lại có hành động, hơn 10 sợ tơ hắc sắc lại bắn ra, đánh vào vị trí cuống họng của Bạch Vân Sơn. ầm, um, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Phụt, không có bất ngờ gì xảy ra, dạ Ngọc Mị lại phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng điều bất ngờ chính là lúc này dạ Ngọc Mị và Hạ Thiên vẫn không bị đánh bay, dù hạ thiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn ôm dạ ngọc mị không động đầy ngược lại thì bạch vân sơn chợt lay động sau đó lui ra hai bước khi đòn tấn công của dạ ngọc mị và bạch vân sơn va vào nhau hạ thiên đã đặt một tay lên lưng nàng trực tiếp đưa băng hỏa linh khí vào trong mà lần va chạm vừa qua chính là hạ thiên và dạ ngọc mị cùng liên thủ liều mạng với bạch vân sơn dù trước đó hai bên chưa từng thương lượng nhưng lại phối hợp khá kín kẽ mà quan trọng là những thủ đoạn mà Hạ Thiên sử dụng trước đó thật sự phát huy tác dụng, độc dược, mê dược và băng hỏa linh khí thông qua ngân châm đưa vào trong cơ thể của Bạch Vân Sơn đang tàn phá bừa bãi. Cũng vì như vậy mà Hạ Thiên và Dạ Ngọc Nghị liên thủ với nhau, cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong. Dạ Ngọc Nghị tuy bị thương rất nặng nhưng những sợi tơ hắc sắc vẫn phóng về phía cuống họng của Bạch Vân Sơn, 10 sợi tơ hắc sắc như 10 thanh phi kiếm sắc bén, từ bốn phương tám hướng phóng về một bộ vị tên người Bạch Vân Sơn. Hèn hạ, Bạch Vân Sơn cực kỳ phẫn nộ, trên mặt có chút đỏ ửng bất thường, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chợt xoay người, chỉ xích thiên nhai lại được sử dụng. Chỉ xích thiên nhai cực kỳ tinh diệu đã làm cho Bạch Vân Sơn thoát khỏi những sợi tơ hắc sắc của dạ ngọc mi, nhưng rõ ràng lần này hắn cũng không còn thoải mái, vì hắn vừa bước ra đã lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã chúi đầu xuống. Em chân dài, nhanh lên, cùng ra tay, tên ngốc này đã trúng độc mê dược, sẽ không gắng gượng được bao lâu. Hạ Thiên lúc này nhanh chóng nói một câu. Lần sau gặp mặt ta sẽ giết ngươi. Bạch Vân Sơn cơm tức nhìn Hạ Thiên, sau đó xảy bước ra nhưng phóng về phía ngược lại, chỉ sau nháy mắt thì biến mất. Này, em chân dài, chỉ còn có thể đuổi theo được không? Tôi thì chịu. Hạ Thiên nhìn hình bóng khuất xa của Bạch Vân Sơn mà cảm thấy đáng tiếc, đã có cơ hội tuyệt hảo để giết chết đối phương, nhưng vấn đề là bản thân mình cũng trọng thương, đã không còn sức lực để đuổi theo thực tế bây giờ hắn có đuổi kịp cũng không phải là đối thủ của bạch vân sơn dạ ngọc nghị ở trong lòng hạ thiên cũng không đáp lời hạ thiên thấy có gì đó là lạ hắn cúi đầu nhìn thì ra nàng đã hôn mê tranh thủ chạy thôi nếu tên kia tìm được hoàng tĩnh gì đến sợ rằng sẽ chết chắc hạ thiên thầm suy nghĩ sau đó hắn nén đau ôm dạ ngọc nghị chạy về phía bờ hồ nguyệt lạc chiến đấu trên thiên thần đỉnh cũng không làm cho bất kỳ kẻ nào chú ý dù là hào phỉ phỉ cũng căn bản không phát hiện hạ thiên bỏ đi. Khi hạ thiên về phòng ngủ không một tiếng động, hào phỉ phỉ cũng không phát hiện ra, nàng đang ngồi trong phòng khách xem tivi, rõ ràng nàng có chút vui sướng. Khi xem tivi thì hào phỉ phỉ thỉnh thoảng còn liếc mắt vào bên trong, nàng thấy hạ thiên có hơn phân nửa đang cùng mỹ nữ kia làm việc riêng, nhưng chẳng lẽ biệt thự này cách âm tốt như vậy? Nếu không thì sao chẳng nghe thấy chút âm thanh nào? Hào phỉ phỉ tất nhiên không biết, Hạ Thiên bây giờ chính bản thân cũng bị thương, dù có ý với dạ ngọc mị cũng không thể làm gì hơn, bây giờ điều quan trọng với hắn là chữa thương. Chữa thương với dạ ngọc mị cũng không phải là vấn đề, vì băng hỏa linh khí trong cơ thể hắn có thể tấn công mà cũng có thể chữa thương, thậm chí hắn không cần vận công thì băng hỏa linh đan cũng tự động vận chuyển băng hỏa linh khí đi khắp kinh mạch, đưa đến lục phủ ngũ tạng, lấy tốc độ cực nhanh để chữa tổn thương của hắn. Dù bị thương nặng nhưng tốc độ khôi phục là rất cao, Tất nhiên cái được gọi là tốc độ chỉ là tương đối mà thôi, vì người thường bị vết thương nặng như vậy, không tính là chết thì cũng phải mất nửa năm trị thương. Dù là người tu tiên, muốn khôi phục lại từ vết thương nặng cũng phải 10 ngày nửa tháng, nhưng Hạ Thiên chỉ cần vài giờ là xong. Nhưng vài giờ cũng không phải khoảng thời gian ngắn, nếu trong vài giờ ngắn ngủi mà xuất hiện một kẻ địch mạnh như vậy, tất nhiên hắn chỉ còn con đường chết. Vì vậy trong thời gian đó Hạ Thiên vừa không ngừng trị thương vừa cầu mong đừng có tên nào của phiêu miểu tiên môn tìm được mình. Cho đến nay Hạ Thiên vẫn là kẻ tương đối may mắn, nếu không lúc 3 tuổi hắn sẽ không may mắn gặp được thần tiên tỷ tỷ, hắn cũng sẽ không gặp được một người cũng có cơ thể băng hỏa linh khí giống mình như liễu mộng, hắn cũng không phải đánh bài luôn luôn thắng. Hôm nay tuy thiếu chút nữa đã chết trong tay của Bạch Vân Sơn, nhưng tóm lại hắn cũng rất may mắn, chữa thương rất thuận lợi, không có ai quấy rầy hắn đến nửa đêm thì hạ thiên mới hoàn toàn khôi phục cuối cùng hắn cũng chuyển chú ý đến dạ ngọc mỹ đang hôn mê dạ ngọc mỹ còn sống là một tin tức tốt với hạ thiên vì hắn cũng không hy vọng nàng chết vào lúc này nhưng đây lại là một tin tức duy nhất vì vết thương của dạ ngọc mỹ đã vượt qua dự đoán của hắn thật ra điều này cũng bình thường với tu vi hiện tại của dạ ngọc mỹ là tranh lệch quá lớn với hạ thiên mà tranh lệch giữa hạ thiên và bạch vân sơn cũng cực kỳ lớn có thể thấy sự chênh lệch giữa Bạch Vân Sơn và Dạ Ngọc Mị là thế nào. Nói cụ thể thì Dạ Ngọc Mị bị hao tổn kim đan làm cho nàng không bằng một người tu tiên kim đan sơ kỳ, nếu so sánh với một kẻ kim đan hậu kỳ như Bạch Vân Sơn thì thật sự là kém hai cấp, như vậy Dạ Ngọc Mị trọng thương cũng không có gì là lạ. Đáng lý ra Dạ Ngọc Mỹ có bị thương nặng hơn cũng không phải là vấn đề với Hạ Thiên, dù sao với y thuật của hắn thì nàng không chết sẽ chưa tốt, mà hắn sau khi xem xét cẩn thận mới phát hiện vấn đề là khá lớn lúc này mình nên làm gì hạ thiên có chút buồn bực hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng không có cách nào hay vì vậy quyết định trước tiên cứu tỉnh rồi tính sau hạ thiên lấy ra một cây ngân châm rồi đâm về phía dạ ngọc nghị sau đó lại chợt buồn bực người phụ nữ chết tiệt này đã hôn mê nhưng vẫn không thể đâm châm vào trong quần áo của nàng hạ thiên muốn cởi quần áo của dạ ngọc nghị ra nhưng kết quả là hắn phát hiện quần áo của nàng giống như của thần tiên tỷ tỷ giống như một thứ gì đó mọc trên người căn bản không thể cởi ra. May mà mình là thần y đệ nhất thiên hạ, nếu không thì hôm nay cô chết chắc rồi. Hạ thiên bất mãn nói một câu, sau đó chụp lấy cổ tay của dạ ngọc mị, trực tiếp đưa băng hỏa linh khí vào trong người nàng. Khi hạ thiên đưa băng hỏa linh khí vào càng nhiều thì gương mặt tái nhợt của dạ ngọc mị càng có thêm chút huyết sắc, 10 phút sau nàng đã mở mắt. Trường 1337, cậu giết tôi đi. Em chân dài, chị thật sự ngủ rất ngon, bây giờ mới tỉnh. Hạ Thiên thu tay về, hắn cười hì hì nói. Tối nay dạ Ngọc Mỹ đã ói máu vài lần, bây giờ thiếu chút nữa lại bị Hạ Thiên làm cho tức chết, tên khốn này nói gì vậy? Rõ ràng là nàng bị trọng thương rồi hôn mê đến bây giờ, hắn lại nói nàng ngủ sao? Dạ Ngọc Mỹ quyết định không quan tâm đến tên khốn kia, nàng miễn cưỡng bò lên khỏi giường, khoanh chân ngồi, bắt đầu tự chữa thương cho mình, nhưng một giây sau thì vẻ mặt nàng chợt biến đổi, nàng hô lên nghẹn ngào. Sao lại như vậy? Lúc này vẻ mặt lạnh lẽo như băng ngàn năm của dạ ngọc mị chợt biến mất, thay vào đó là một cảm giác kinh hoàng, cặp mắt lạnh lẽo cũng bùng lên sự tuyệt vọng, vì nàng thấy một sự thật làm mình tuyệt vọng. Trước kia kim đan của chị chỉ là hao tổn mà thôi, nhưng vừa rồi tên khốn Bạch Vân Sơn kia tấn công, cũng không biết có phải là cố ý hay không, nhưng kim đan của chị đã bị nghiền nát. Hạ Thiên lười biếng nói, Hắn tất nhiên biết rõ dạ Ngọc Mị vì sao lại kinh hoàng như vậy, mà đây cũng là nguyên nhân làm hắn cảm thấy bất ngờ. Kim đan bị vỡ nát cũng không có vấn đề, ví dụ như khi người tu tiên đại thành kim đan kỳ và phá đan thành anh, sẽ chủ động nhìn nát kim đan, kết thành nguyên anh. Nhưng chủ động và bị động là hai sự kiện hoàn toàn khác nhau, nếu một người tu tiên chưa thể thành anh mà kim đan chợt bị nhìn nát, như vậy chẳng khác nào tấn công. Sau khi kim đan bị nhìn nát thì phải tu luyện lại từ đầu mà quan trọng là người tu tiên với kim đan bị nghiền nát muốn tu luyện đến kim đan kỳ trên cơ bản là không thể. Hạ thiên có thể chữa trị cho một người bị hao tổn kim đan, mà chính dạ ngọc mị ở một địa phương đầy đủ linh khí cũng có thể chữa tốt kim đan cho mình. Nói trắng ra là kim đan hao tổn cũng chỉ là bị thương mà thôi, nhưng nếu kim đan bị nghiền nát thì lại là chuyện khác, dạ ngọc mị không thể nào biến kim đan đã nát thành kim đan hoàn chỉnh. Hạ thiên cũng không làm được điều này, dù là nghịch thiên bát châm cũng không làm được. Vẻ mặt Dạ Ngọc Mị cực kỳ tái nhợt, so với khi hôn mê vào lúc vừa rồi còn tái nhợt hơn, nếu Kim Đan bị nghiền nát thì nàng dù có quay về Đại Lục Tiên Vân cũng làm được gì? Nàng mà quay về thì chỉ sợ không trở thành kẻ chết cũng trở thành món đồ trong tay kẻ khác, nếu vậy nàng không bằng ở lại thế giới này, ít nhất ở đây không phải là thế giới tu tiên, nàng vẫn còn có chút lực lượng để sử dụng. Nhưng Dạ Ngọc Mị lại không nghĩ như vậy, dù nàng muốn ở lại thế giới này, cũng tuyệt đối không phải ở lại theo kiểu như vậy. Nàng phải hùng mạnh như trước, tự ái của nàng không cho phép mình yếu đuối, nàng phải là người cao cao tại thượng, phải bao quát người khác, dù nàng là tiên nữ hay ma nữ thì đều phải đứng trên vị trí cao vời kia. Nhưng bây giờ nguyện vọng của Dạ Ngọc Mị căn bản không thể nào trở về, kim đan bị nghiền nát, tất cả đều hóa thành mây khói, vì vậy bây giờ nàng rất tuyệt vọng. Nàng đã đi vào thế giới này được 20 năm, 20 năm qua nàng không tìm được phương pháp quay về, nhưng nàng chưa từng tuyệt vọng nhưng đến bây giờ thì nàng thật sự tuyệt vọng vì nàng sắp biến thành một phàm nhân một con kiến hôi ti tiện một con kiến hôi có thể chết bất cứ lúc nào cậu giết tôi đi không biết bao lâu sau dạ ngọc mị chợt mở miệng giọng điệu không còn lạnh băng như trước mà là một cảm giác cô đơn không còn tức giận chỉ là sự trầm lặng cái gì hạ thiên chợt ngẩn ngơ em chân dài bị sao rồi đầu óc có vấn đề à tôi biết cậu rất hận tôi mà tôi cũng biết nếu tìm được phương pháp quay về thì cậu sẽ nghĩ biện pháp giết tôi vì cậu sẽ không cho tôi quay lại đại lục tiên vân cậu sở dĩ không ra tay chẳng qua thấy tôi không tìm được phương án quay về mà thôi dạ ngọc mỹ nói rất bình thản nhưng sự bình thản của nàng vẫn lạnh băng đồng thời cũng có chút dấu hiệu dịu dàng nếu như vậy thì cậu ra tay đi tôi không muốn tự sát tôi muốn chết trong tay người khác hạ thiên nhìn dạ ngọc mỹ sau đó hắn có chút cảm khái Em chân dài, bây giờ chị muốn chết đi thì rất giống như xương nha đầu, lần đầu tiên tôi gặp mặt xương nha đầu, chị ấy cũng muốn chết như chị. Nếu Nguyệt Thanh nhã hỏi tôi chết như thế nào, nhớ nói tôi chết trong tay đám người phiêu miểu tiên môn. Dạ Ngọc Nghị thản nhiên nói. À, nếu chị chết thật, tôi sẽ nói với thần tiên tỷ tỷ, chị đã quay về đại lục tiên vân rồi. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Cũng được. Dạ Ngọc Nghị vẫn rất bình tĩnh. Ra tay đi, chết trong tay cậu vẫn tốt hơn trong tay đám phàm nhân ti tiện khác dù sao bây giờ cậu cũng không tính là phàm nhân em chân dài chị thật sự muốn chết vậy sao hạ thiên lười biếng hỏi sau đó lại cảm khái chị còn chưa được hưởng mùi đàn ông chết như vậy không phải phí của rời sao hạ thiên không đợi dạ ngọc mị lên tiếng mà nói ngay ôi thật ra tôi cũng muốn làm chút chuyện tốt thôi thì trước khi chị chết tôi sẽ làm chồng chị một ngày cho chị nếm thử mùi vị của đàn ông Vô Sỉ. Dạ Ngọc Nghị cuối cùng cũng không nén được lửa giận, nàng thật sự chưa từng thấy tên nào vô sỉ như vậy. Dù là ở Đại Lục Tiên Vân hay ở thế giới này, nàng dám nói tên khốn kiệt tuyệt đối là vô sỉ nhất, vô sỉ khó tưởng. Còn biết tức giận thì rõ ràng còn chưa muốn chết. Hạ Thiên lắc đầu, một người thật sự đã chết tâm tình thì sẽ chẳng quan tâm đến điều gì, vì vậy tôi cảm thấy chị vẫn muốn sống. Nhưng để tôi làm phàm nhân, tôi tình nguyện chết. Dạ Ngọc Nghị hờ hững nói, Đúng vậy, nàng cũng không muốn chết như vậy, nhưng nếu kim đan của nàng bị nghiền nát, như vậy chẳng khác nào nàng sẽ là phàm nhân ti tiện, như vậy ngay cả chết cũng không bằng. Em chân dài, kim đan của chị chỉ sắp vỡ nát mà thôi, chẳng phải còn chưa nát sao. Hạ thiên ngáp một cái. Thương lượng chút nhé, chị làm vợ tôi, tôi lợi dụng lúc kim đan chưa vỡ để giúp chị chữa trị nó. Nếu phải làm vợ phàm nhân ti tiện, tôi tình nguyện làm phàm nhân ti tiện. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Hạ Thiên chợt buồn bực, người phụ nữ chết tiệt này rõ ràng muốn đả kích mình. Vậy chị làm nha hoàn cho tôi. Hạ Thiên lại đưa ra một điều kiện nhất. Như vậy chẳng bằng làm vợ cậu cho rồi. Giọng điệu của Dạ Ngọc Mị càng thêm lạnh. Hạ Thiên chợt buồn bực, chẳng lẽ hắn thật sự chữa khan cho Dạ Ngọc Mị? Dựa theo kế hoạch ban đầu của Hạ Thiên, ít nhất cũng phải lấy Dạ Ngọc Mị làm vợ, sau đó dạy bảo cho một trận, như vậy mới giúp nàng chữa kim đan. Nhưng bây giờ sự việc phát sinh ngoài ý muốn, hắn đã không thể đợi đến thời điểm kia. Vì lúc này vết thương của Dạ Ngọc Mị rất nặng, tuy kim đan còn chưa vỡ nhưng nếu cứ tiếp tục thì ba ngày nữa, trong thời gian 3 ngày nếu không được hắn dùng đệ ngũ châm chữa trị kim đan, như vậy kim đan sẽ tổn hại hoàn toàn, sẽ thành một người phụ nữ bình thường. Vốn Dạ Ngọc Mị biến thành một người phụ nữ bình thường sẽ không có tổn thất gì với Hạ Thiên nhưng hắn vẫn phải làm tốt những gì thần tiên tỷ tỷ đã nhắn nhủ. Nói cách khác thì hắn phải lấy Dạ Ngọc Mị làm vợ, nếu nàng là người thường thì sẽ không thể nào cùng sống với bọn họ vài trăm năm, mà điều quan trọng là Dạ Ngọc Mị mà chết thì thần tiên tỷ tỷ sẽ mất vui. Lúc này Hạ Thiên phải giúp Dạ Ngọc Mị chữa kim đan, cũng không phải là vì lý do trên, mà đặc biệt là sau khi suýt chết trong tay Bạch Vân Sơn, hắn phát hiện với năng lực của mình bây giờ căn bản nếu không có thêm dạ ngọc mị thì sẽ khó đối phó với người của phiêu miểu tiên môn. Đêm nay hắn may mắn chỉ gặp một mình Bạch Vân Sơn, nếu là Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di liên thủ, như vậy hắn hay dạ ngọc mị đều chỉ còn đường chết. Hạ Thiên cũng không muốn để cho cố hàm xương hay liếu mộng đến hỗ trợ, vì các nàng tuy là kim đan sơ kỳ nhưng không bằng hắn, các nàng dù xuất hiện cũng không giúp được gì. Tất nhiên điều hắn lo lắng chính là sẽ làm cho thần tiên tỷ tỷ biết được chuyện này, nếu Thần Tiên Tỷ tỷ biết đám người phiêu miểu tiên môn đến tìm, tuy hắn tin Thần Tiên Tỷ tỷ sẽ không quay về, nhưng hắn cũng tin Thần Tiên Tỷ tỷ sẽ không giết bọn họ, nàng sẽ thả đám người phiêu miểu tiên môn trở về. Kết quả cuối cùng là người tu tiên hùng mạnh kéo đến, làm hắn khó thể nào đối phó được. Tóm lại Hạ Thiên thấy bây giờ Dạ Ngọc Mị là trợ thủ tốt nhất của mình, nàng sẽ không chạy loạn khắp nơi, cũng không thích đám phiêu miểu tiên môn kia. Vì vậy hắn thấy nếu kết hợp với Dạ Ngọc Nghị để lặng lẽ xử lý đám người phiêu miểu tiên môn kia mới là tốt nhất. Nhưng nếu thật sự chữa trị kim đan cho Dạ Ngọc Nghị cũng có vấn đề lớn, đó chính là hắn sẽ không phải là đối thủ của nàng, ít nhất hắn cũng không dễ dàng đánh bại nàng như trước. Nhưng hắn cũng chẳng phải không có biện pháp động tay động chân lên người Dạ Ngọc Nghị, nhưng hắn cảm thấy nếu bây giờ chữa trị kim đan cho nàng thì rất đáng tiếc. Hạ Thiên không muốn thiệt thòi, vì hộ mệnh cho thần tiên tỷ tỷ, hắn phải làm. Vì vậy hắn bất đắc dĩ nói. "Thôi được, chị cởi quần áo ra, tôi giúp chị dùng đệ ngũ châm chữa kim đan." Nếu đã không chiếm được tiện nghi gì khác, như vậy nhìn người phụ nữ kia chuổng cười cũng ngon hàng. Theo tôi được biết thì đệ ngũ châm không cần cởi quần áo. Dạ Ngọc mị lạnh lùng nói. Hạ Thiên chợt buồn bực, người phụ nữ chết tiệt này sao thứ gì cũng biết. Chẳng lẽ đêm nay thật sự làm chuyện lỗ vốn? Chương 1338, quần áo thần kỳ hạ thiên không muốn chịu thiệt dù tối nay hắn không thể biến dạ ngọc mị thành vợ mình nhưng cũng không thể nào biến thành nha hoàn ít nhất thì với dáng người ngon hàng của nàng hắn phải được nhìn ngó hoặc xoa nắn một chút vì vậy hắn lập tức có ý nghĩ mới tôi muốn dùng nghịch thiên đệ tứ châm tẩy tủy cho chị trước vì vậy cần cởi quần áo cậu cho rằng tôi dễ gạt lắm sao dạ ngọc mị nhìn hạ thiên bằng ánh mắt mỉa mai nếu cậu tình nguyện giúp tôi chứa kim đan thì nhanh lên nếu không thì giết tôi đi đừng hy vọng tôi cầu cậu tôi tình nguyện biến thành phàm nhân cũng không muốn cầu xin cậu cũng không muốn bị cậu uy hiếp này dù sao cũng phải cho tôi chiếm chút tiện nghi chứ chị không cởi ra tôi căn bản không thể đâm ngân châm vào như vậy sao làm ăn gì hạ thiên bất mãn nói hạ thiên dừng lại một chút rồi bổ sung đừng áp dụng phương pháp nói tên huyệt vì lần này dùng rất nhiều huyệt dạ ngọc mị trầm mặc một lúc sau đó thản nhiên nói Bây giờ huyệt vị nào trên người tôi cũng có thể thi châm. Được, vậy chị nằm lên giường, tôi sẽ giúp chị tẩy tủy. Hạ Thiên quyết định không chiếm tiện nghi của người phụ nữ này, dù sao thần tiên tỷ tỷ mới là quan trọng nhất, hắn không mạo hiểm để rồi sinh ra nguy hiểm cho thần tiên tỷ tỷ. Hơn nữa nếu thi triển Nghịch Thiên Bát Châm trên người Dạ Ngọc Nghị, cũng không phải chỉ có lợi với nàng, đối với bản thân Hạ Thiên thì cũng có lợi lớn, công lực của hắn sẽ tăng mạnh. Như vậy nếu hắn tiếp tục đối mặt với cao thủ cấp bậc cao như Bạch Vân Sơn, phần thắng sẽ lớn hơn. Lúc này dạ Ngọc Mỹ nằm lên giường rất phối hợp, Hạ Thiên cũng không do dự, hắn lấy ngân châm đâm lên người nàng. Nghịch Thiên đệ tứ châm, tẩy tủy. Tất nhiên tẩy tủy là cực kỳ đơn giản với Hạ Thiên, hắn cũng nhanh chóng phát hiện. Bây giờ tất cả huyệt vị trên người dạ ngọc mị đều có thể đâm vào, nhưng nếu đâm vào những vị trí bên cạnh những huyệt đạo này thì căn bản là không thể, điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy rất mức bối. Quần áo gì mà thần kỳ như vậy. Sau đó Hạ Thiên càng phát hiện ra sự thần kỳ của bộ quần áo, cũng giống như những lần tẩy tủy trước kia, bên trong cơ thể của Dạ Ngọc Nghị cũng chảy ra rất nhiều chất nước đen, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là sau khi nước đen chảy ra thì trực tiếp chảy qua bộ quần áo của Dạ Ngọc Nghị. Hạ Thiên vốn chờ đợi lát nữa sẽ đưa Dạ Ngọc Nghị đi tắm rửa, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện suy đoán của mình là không thực tế. Vài phút sau quá trình tẩy tủy chấm dứt, chỉ thấy dạ ngọc mị dùng tay trà sát vào nhau, sau đó khẽ lau qua mặt, tất cả nước bùn trên tay trên mặt đều biến mất tăm hơi. Hạ thiên chợt ngẩn ngơ và có chút buồn bực. Tôi tiếp tục đệ ngũ châm. Sáng hôm sau, một quán cà phê gần Hồ Nguyệt Lạc. Trong góc có một cặp nam nữ, nam gần 40, ăn mặc bình thường, tướng mạo bình thường, còn người phụ nữ kia trưởng thành xinh đẹp, toàn thân quyến rũ. Trình tiểu thư, cảm ơn cô đã đồng ý gặp mặt tôi. Người đàn ông trung niên nhìn người phụ nữ quyến rũ, ánh mắt có chút kỳ quái, giống như đồng tình, cũng giống như hâm mộ. Tổ trưởng Điền, trước kia anh quan tâm đến chuyện nhà tôi, tôi luôn ghi khắc trong lòng. Người phụ nữ cười nhạt một tiếng, nụ cười của nàng cũng cực kỳ quyến rũ. Hai người này chính là Điền Bác Phong và Trình Linh. Điền Bác Phong và Trình Linh quen bia nhau 5 năm trước, trước đó Điền Bác Phong đã là tổ trưởng tổ trọng án thành phố Nhạc Nam mà khi đó ở Nhạc Nam từng xảy ra một vụ gây tai nạn giao thông, hai cha con chết trong vụ tai nạn, lái xe gây tai nạn bỏ chạy. Lúc này một nhà ba người hạnh phúc cũng chỉ còn lại một, đó là Trình Linh. Vụ án gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy không phải thuộc phạm vi điều tra của tổ trọng án. Biên Bác Phong sở dĩ biết vụ này vì Trình Linh đến cục công an báo án, nói rằng chồng con nàng bị mưu sát. Rõ ràng Trình Linh là một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ, cũng vì vậy mà Điền Bác Phong ma xui quỷ khiến thế nào lại tiếp nhận vụ này, tự mình chạy đến điều tra. Nào ngờ không điều tra thì tốt, dính vào mới biệt vụ này thật sự có vấn đề, không phải một vụ tai nạn giao thông bình thường, là có người cố ý gây tai nạn chết người cho hai cha con bị hại. Nhưng quỷ dị là Điền Bác Phong mới điều tra được vài ngày thì đã bị một tổ chuyên án tạm thời do thượng cấp phái đến tiếp nhận, hắn phải điều tra án khác, vụ kia cũng giao cho người sau khi hắn quay về thì phát hiện vụ việc đã được định tính là tai nạn giao thông lái xe gây chuyện đã tự thú tất cả đều đã kết thúc càng quỷ dị là trình linh không tiếp tục tố cáo giống như muốn tiếp nhận kết quả này nhưng điền bác phong không tiếp tục điều tra ngoài sáng hắn thầm theo sát vụ việc và hắn chợt phát hiện ra một bí ẩn kinh trời hắn phát hiện một tổ chức gọi là bách hoa lâu còn phát hiện ra một người tên là quân thiếu gia càng phát hiện không ít vụ án ở thành phố nhạc nam có liên quan đến vụ này khi điền bác phong đang định đi sâu điều tra thì nhận được áp lực từ thượng cấp còn nhận nhiều uy hiếp không biết tên cuối cùng không thể không bỏ qua vì hắn biết đối phương có bối cảnh không tầm thường đặc biệt là sau khi con mình đang học phổ thông bị cho ăn đòn một trận điền bác phong cũng không muốn tiếp tục đi vào điều tra nhưng điền bác phong chưa từng quên vụ này chưa từng quên tổ chức tên là bách hoa lâu lần này hạ thiên thôi miên bắt hắn tra án hắn chợt nhớ đến trình linh hắn cảm thấy trình linh có lẽ biết được nhiều việc nếu không chồng nàng sẽ không bị mưu sát. Năm năm không gặp, Trình Linh càng thêm xinh đẹp làm cho Điền Bác Phong cảm thấy hoảng hốt. Hắn nhớ đến vẻ khổ sở của nàng vào năm năm trước, nhưng bây giờ nàng không còn đau đớn khổ sở, cũng không kinh hoàng, nàng rất chấn định, nụ cười rất ngọt, nhìn qua thấy cuộc sống là rất khá. Tổ trưởng Điền, hôm qua anh điện thoại nói với tôi, muốn hỏi vụ án về chồng tôi năm xưa phải không? Trình Linh đặt câu hỏi làm cho Điền Bác Phong giật mình tỉnh mộng. À, đúng vậy. Điên bác phong vội vàng gật đầu. Trình tiểu thư, tôi nhớ không lầm trước kia cô đã nói, đã từng có người uy hiếp cô phải không? Tổ trưởng Điền, 5 năm, năm trước tôi cũng không còn nhớ rõ. Vẻ mặt Trình Linh có hơi ảm đạm, trên mặt rõ ràng có bi thương, giọng điệu cũng hạ thấp. Tôi thật sự không muốn nhớ lại, vì tất cả giống như ác mộng với tôi. Trình tiểu thư, thật xin lỗi, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện đau lòng của cô, nhưng vụ án năm xưa có nhiều điều đáng ngờ, trước đó cô cũng nói không phải tai nạn thông thường, tôi biết cô cũng bị uy hiếp. Năm đó tôi cũng bị uy hiếp, vì thế không dám tiếp tục và nói ra những gì mình thấy. Nhưng lúc này tôi có thể đảm bảo có thể lấy lại công bằng cho cô, tôi chỉ cần có manh mối, tôi tin Trình tiểu thư còn biết nhiều chuyện. Điền Bác Phong dùng ánh mắt chân thành nhìn Trình Linh, dù bây giờ hắn bị Hạ Thiên khống chế, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn muốn lấy lại lý lẽ cho Trình Linh. Trình Linh nâng ly cà phê nhấp một ngụm, nàng trầm mắt rất lâu, một lát sau vẫn không nói gì. Điền bác Phong cũng không thúc giục, hắn biết Trình Linh đang suy nghĩ, hoặc đang do dự. Vô dụng, chúng ta đấu không lại bọn họ. Nửa ngày sau Trình Linh mới khẽ nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ đau khổ. Trình Tiểu Thư, tin tưởng tôi, lần này không cần biết bọn họ là ai đều không thể nào chạy thoát được. Điền bác Phong vội vàng nói. Chuyện lần này có người ở thủ đô đến phụ trách, dù đám người năm xưa hại chồng cô có bối cảnh thế nào cũng khó chạy thoát được. Núi cao xa hoàng đế, thủ đô cách đây quá xa. Trình Linh khổ sở cười nói: "Tổ trưởng Điên, bây giờ tôi còn cuộc sống của mình, tôi sẽ không dám nói, nếu tôi nói thì ngày mai sợ rằng chỉ là một thi thể mà thôi." "Trình tiểu thư, chỉ cần cô tình nguyện, tôi sẽ bảo vệ cô." Điên Bác Phong dùng ánh mắt chân thành nhìn Trình Linh: "Tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cô." Trình Linh lắc đầu. Tổ trưởng Điền, lúc đó sợ rằng an toàn của anh cũng có vấn đề, sao có thể bảo vệ an toàn cho tôi. Khi thấy Điền bác Phong muốn nói thêm gì đó thì Trình Linh lắc đầu khẽ thở dài. Tổ trưởng Điền, thật sự xin lỗi, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, giống như những người phụ nữ khác, lá gan rất nhỏ. Năm xưa rất cảm tạ tổ trưởng Điền giúp đỡ, nếu bây giờ anh mời tôi uống cà phê nói chuyện thì tôi tình nguyện, nhưng nếu nhắc lại chuyện năm xưa, tôi cũng không muốn nói lại. Khóe miệng Điền Bác Phong lộ ra nụ cười khổ, đã nói như vậy thì không còn gì để tiếp tục, giống như mất hết ý nghĩa. Cũng may Trình Linh không từ chối sau này còn gặp mặt, biết đâu sau này sẽ đổi ý. Trình Linh nâng ly cà phê, nàng uống cạn, sau đó đặt ly xuống, đứng lên rất thanh nhã. "Tổ trưởng Điền, tôi phải đi, cảm ơn anh mời cà phê." Trình Linh nói xong thì đi ra khỏi quán cà phê. Điền Bác Phong nhìn bóng lưng xinh đẹp của Trình Linh, trong lòng càng bùng lên mùi hương khác thường. Trong căn biệt thự ở bên cạnh Hồ Nguyệt Lạc, Hạ Thiên ngồi trong phòng khách, ngáp một cái. Cả đêm qua không ngủ làm hắn cảm thấy dã rời, nhưng bây giờ cũng không phải lúc ngủ, vì Liễu Vân Anh đến, hắn là anh rể của nàng, không thể không quan tâm, đặc biệt là vừa rồi Liễu Vân Mạn còn điện thoại đến, nói rằng phải chú ý Liễu Vân Anh, tất nhiên hắn càng cố ý bảo vệ. Anh rể, anh lại chơi bời với nữ cảnh sát sao? Liễu Vân Anh nhìn hào phỉ phỉ, Nàng dùng giọng ngạc nhiên hỏi Hạ Thiên. Chương 1339, chị còn chút lương tâm không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Liễu Vân Anh nhưng lại không nói lời nào, cây sậy này dùng phong nhũ xương của hắn, bây giờ ngực đã lớn, đầu óc cũng hư mất, cho rằng hắn không có ánh mắt như vậy sao? Hạ Thiên không lên tiếng nhưng Hào Phỉ Phỉ đã vội vàng giải thích. Liễu tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến đây giúp tổ trưởng Hạ nấu cơm. Nấu cơm Liễu Vân Anh tỏ ra ngạc nhiên không kém. Anh rể thật sự thích chế phục như vậy sao? Tìm người giúp việc cũng mặc chế phục. Hào Phỉ Phỉ có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn tiếp tục giải thích. "Liễu tiểu thư, tôi chỉ tạm thời chăm sóc cho tổ trưởng hạ, tôi thật sự là cảnh sát." Liễu Vân Anh còn định nói gì đó thì Hạ Thiên đã lên tiếng. "Này, cô đến đây làm gì? Thẩm Vân kia đã chết rồi, cô không phải thân thích với cô ấy, còn nữa, chỗ này cũng không an toàn." Cô cẩn thận kẻo bị người ta bán đi đấy. Anh rể, Thẩm Vân là bạn học của em, cũng là bạn tốt của em, bạn ấy xảy ra chuyện ở đây, em cảm thấy cảm thấy áy náy. Liễu Vân Anh chợt có chút biểu hiện khổ sở. Trước đó bạn ấy gọi điện thoại muốn em hỗ trợ, nhưng em không ngờ bạn ấy sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên cũng buồn bực, hắn biết rõ ý nghĩ của Liễu Vân Anh, nàng không ngờ có hắn bảo vệ mà Thẩm Vân vẫn sinh chuyện. Anh rể, không phải em trách anh, anh cũng đừng hiểu lầm em chỉ không ngờ đám người kia lại nổi điên như vậy. Liễu Vân Anh giống như biết rõ Hạ Thiên suy nghĩ điều gì, nàng vội vàng giải thích. Chỗ này không phải là thành phố Giang Hải, anh rể ở đây cũng không có sự trợ giúp, không lo lắng được là bình thường. Tôi đã cho người tìm tên hung thủ, sau khi tìm ra sẽ xử lý ngay. Hạ Thiên ngáp một cái. Chị Vân Mạn nói tôi chăm sóc cho cô, vì vậy tốt nhất cô đừng chạy loạn. Anh rể, cha mẹ và anh của thẩm vân đang ở cục công an thành phố nhạc nam em muốn đến xem liễu vân anh suy nghĩ rồi nói bây giờ tôi không thể đi hạ thiên lắc đầu tôi có việc nếu cô thật sự muốn đi để hào phỉ phỉ đưa đi hạ thiên dừng lại một chút rồi bổ sung để đề phòng tôi sẽ cho hai người của cục an ninh quốc gia đi bảo vệ nếu có gì cứ điện thoại cho tôi sau khi sự việc thẩm vân phát sinh thì hạ thiên có chút cố kỵ Liễu Vân Anh cũng không phải là thẩm vân, nếu Liễu Vân Anh xảy ra chuyện, hắn cũng không thể làm tốt. Vâng, cảm ơn anh rể. Liễu Vân Anh khẽ gật đầu đồng ý. Tổ trưởng hạ, vậy ai ở đây chăm sóc cho anh? Hào phỉ phỉ nhịn không được phải hỏi. Tôi không cần chăm sóc, cô quan tâm đến cây sậy cho tôi là được. Hạ Thiên ngáp một cái, hắn thật sự rất buồn ngủ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi điện thoại cho Lữ Kính Tùng của Long Tổ, sau đó sắp xếp hai người đến đây. Nhưng hắn vừa điện thoại chưa được 2 phút thì người của cục an ninh quốc gia đã chạy đến, thì ra người của cục an ninh quốc gia luôn ở bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe lệnh của Hạ Thiên. Liễu Vân Anh và Hào Phỉ Phỉ nhanh chóng rời khỏi biệt thự, mà các nàng vừa đi thì Dạ Ngọc Nghị cũng từ trên lầu nhảy xuống, nàng nổi giận đùng đùng nhìn Hạ Thiên. "Cậu làm gì trên người tôi?" Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Dạ Ngọc Nghị. "Tôi nào có làm gì?" cậu cho rằng tôi không phát hiện ra sao dạ ngọc mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên tuy cậu đã chữa trị kim đan cho tôi nhưng cậu cũng biết kim đan trong cơ thể tôi không giống trước kia à chị nói điều này sao hạ thiên giống như hiểu ra là thế này khi tôi giúp chị chữa kim đan thì muốn giải quyết tất cả âm hỏa nhưng vì tôi không cẩn thận làm âm hỏa chạy vào trong kim đan tôi vốn muốn lấy chúng ra nhưng kim đan đã chữa trị tốt nếu muốn lấy ra thì lại phải phá vỡ kim đan. Không cẩn thận sao? Dạ Ngọc mị dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Cậu rõ ràng là cố ý. Được rồi, tôi cố ý. Hạ Thiên lập tức thừa nhận. Này, tôi nếu không động tay động chân, sợ rằng bây giờ chị đã ra tay với tôi, đừng nói là tôi không cảnh cáo, ngoài tôi ra không có ai lấy âm hỏa ra khỏi kim đan cho chị, mà không lấy được âm hỏa ra, chị Vĩnh Viễn chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc kim đan kỳ. Dù bây giờ chị là kim đan hậu kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể phá đan thành anh, nhưng chị sẽ vĩnh viễn không thể thành công. Tin tôi có thể giết cậu ngay lúc này không? Trong mắt dạ ngọc mị bắn ra thần quang lạnh như băng, giống như muốn dùng ánh mắt để xuyên thủng hạ thiên. Này, chị có chút lương tâm nào không? Hạ thiên bất mãn nhìn dạ ngọc mị. Tôi vừa tẩy tủy, vừa chữa kim đan cho chị, để chị từ một kẻ chưa đến kim đan kỳ biến thành kim đan hậu kỳ chị không lấy thân báo đáp cũng không có vấn đề nhưng còn muốn giết tôi có người không biết nói lý lẽ như chị sao nói lý lẽ với cậu sao dạ ngọc mỹ lạnh lùng nói được rồi chúng ta không nói lý lẽ gì cả hạ thiên ngáp một cái em chân dài thật ra tôi cũng không muốn uy hiếp chị nhưng chị đã không nói lý lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nói đến thứ khác thật ra trong kim đan của chị không phải chỉ có âm hỏa còn có chút băng hỏa linh khí đã được tinh luyện hạ thiên dừng lại một chút rồi nói thêm này nhớ rõ vài tháng trước chị đưa âm hỏa trong người chuyển sang vợ quỷ keo kiệt ninh khiết có một luồng băng hỏa linh khí tấn công chị vào lúc đó không những gì cậu làm với tôi tôi nhớ rất rõ dạ ngọc mỹ càng lạnh lùng hạ thiên tỏ ra ngạc nhiên hắn nhìn dạ ngọc mỹ em chân dài tôi cũng không ngờ chị yêu tôi như vậy đúng là khắc cốt ghi tâm là hận dạ ngọc mỹ cũng không che giấu sự căm hận với hạ thiên à cũng là một mà thôi hạ thiên nghiêm trang nói có câu nói yêu hận khó phân chị không cần giải thích tôi biết chị yêu tôi nhưng chị muốn làm vợ tôi thì cần phải có biểu hiện tốt cậu có tin bây giờ tôi giết cậu không dạ ngọc mị dùng ánh mắt căm tức nhìn hạ thiên em chân dài tôi muốn nói với chị hai vấn đề hạ thiên dùng ánh mắt chuyên chú nhìn dạ ngọc mị thứ nhất tuy bây giờ công lực của chị mạnh hơn tôi nhưng chị không biết tôi có thể dùng nghịch thiên bát châm để gia tăng công lực sao tuy tu vi của tôi vẫn chưa đến kim đan hậu kỳ nhưng cũng không kém chị muốn giết tôi cũng không dễ hạ thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục nói thứ hai chị đã sống lâu năm ở địa cầu chị khẳng định biết rõ một thứ gọi là bom hẹn giờ tôi đã làm một cái bom hẹn giờ trong người chị tất nhiên quả bom này do băng hỏa linh khí tạo nên còn chuyện giờ sắc thế nào chị phải biết tôi là đệ nhất thần y tôi có biện pháp nếu chị muốn giết tôi một thời gian sau quả bom kia sẽ nổ đến lúc đó chị sẽ là một phàm nhân hèn hạ dạ ngọc nghị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên nàng không tức giận vì nàng đã sớm nghi ngờ tên khốn kia sẽ không tốt đến mức chứa kim đan cho mình nàng đã sớm biết hắn sẽ động tay động chân nhưng không biết hắn sẽ làm thế nào mà thôi này em chân dài đừng nói hèn hạ hay không chờ chị giúp tôi xử lý hết đám người phiêu miểu tiên môn tôi sẽ lấy ngỏi bom ra chị cũng yên tâm quả bom kia sẽ không nổ chỉ cần chị theo tôi chị sẽ an toàn hạ thiên ngáp một cái thật sự rất buồn ngủ em chân dài trước đó tôi hộ pháp cho chị mất vài giờ liền bây giờ rất mệt chị hộ pháp cho tôi đi hạ thiên nói ngủ là ngủ hắn nói xong thì nằm xuống ghế xa lông ngủ ngay lập tức dạ ngọc nghị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên tên khốn này rất lớn gan dám ngủ ngay trước mắt mình không sợ mình cho một trưởng chết tươi sao Dạ Ngọc Nghị còn không chụp chết Hạ Thiên nhưng cũng không thủ hộ ở bên cạnh, nàng đi đến bên cạnh Hồ Nguyệt Lạc, ánh mắt nhìn về phía xa, nhìn về phía thần sơn bên kia Hồ Nguyệt Lạc. Gió nhẹ thổi đến mang theo cảm giác mát mẻ, Dạ Ngọc Nghị khép hờ cặp mắt, cảm nhận được tất cả mọi thứ ở bốn phía, cảm nhận được linh khí không nồng đậm. Trước kia nàng không thể nào hấp thu linh khí, nhưng lúc này linh khí chui vào da thịt của nàng, tụ hợp với chân khí trong người nàng, Tuy là rất ít nhưng cảm giác 20 năm qua chưa từng có làm nàng sinh ra cảm giác nói không nên lời. Ta, Dạ Ngọc Mị đã trở lại. Cặp mắt Dạ Ngọc Mị chợt sáng rực, nàng đã trở lại, không phải nàng về lại quê quán, nàng chỉ quay trở về hình tượng tiên nữ Ma Môn, 20 năm, cuối cùng nàng cũng khôi phục lại tu vi, dù không phải dựa theo phương thức nàng muốn, nhưng dù sao nàng cũng đã quay lại. Lúc này Thiên Thần đỉnh ở phương xa đã rõ ràng trong mắt Dạ Ngọc Mị. Giống như nàng còn mơ hồ nhìn thấy thế giới bên kia, nàng thầm thề, ta sẽ trở về. Dạ Ngọc Nghị sẽ trở về, về Đại Lục Tiên Vân, nơi đó là sân khấu của nàng, chỗ này là thế giới phàm nhân, nàng nhiều lắm cũng chỉ là khách qua đường, cũng không nên ở lại đây lâu dài. Nhưng Dạ Ngọc Nghị nghĩ đến lời nói của Hoàng Tĩnh Di mà tâm tình có chút trầm trọng, nàng là người cuối cùng của Nhật Nguyệt Tiên môn, sau khi quay về thì nàng còn nhà sao? Phiêu Miểu Tiên môn giết đám huynh đệ của ta, bây giờ ta cũng xử lý đám đệ tử phiêu miểu tiên môn. Lúc này dạ Ngọc Mỹ có mục tiêu lớn. Các người để lại một mình ta, ta cũng sẽ chỉ để lại cho các người đúng một người. Người kia tất nhiên là Nguyệt Thanh Nhã, dạ Ngọc Mỹ biết rõ mình sẽ không giết Nguyệt Thanh Nhã, cũng như vài tháng trước Nguyệt Thanh Nhã từng nói như vậy. Khi biết Nguyệt Thanh Nhã còn sống thì đó là tin vui đầu tiên sau hơn 20 năm dạ Ngọc Mỹ sống ở thế giới này. Trường 1340, tối hôm qua đã hạ độc trị bắt đầu từ hoàng tính di và bạch phân sơn. Dạ Ngọc Nghị khẽ nói, nàng đã quyết định cả đời này cố gắng chém giết tất cả đệ tử của Phiêu Miểu Tiên môn, mà đám đệ tử của Phiêu Miểu Tiên môn đến đây chính là mục tiêu đầu tiên của nàng. Lúc này Dạ Ngọc Nghị thật sự không còn coi chuyện đuổi giết đệ tử của Phiêu Miểu Tiên môn là giúp đỡ Hạ Thiên, mà đó chính là mục tiêu của nàng. Cũng không hẳn là như vậy. Dạ Ngọc Nghị tự nói với mình, đợi nàng chém giết tất cả đệ tử của Phiêu Miểu Tiên môn ở đây, lại tìm được biện pháp quay về đại lục tiên vân, khi đó sẽ đến lúc nàng tính sổ với Hạ Thiên. Từ khi đi vào thành phố Nhạc Nam, cuối cùng Hạ Thiên cũng có một giấc ngủ ngon, khi tỉnh lại thì đã hơn 3 giờ chiều, trong biệt thự không còn ai, Hào Phỉ Phỉ và Liễu Vân Anh chưa trở lại, điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái là không có dạ ngọc mị. Người phụ nữ chết tiệt kia không chạy mất đấy chứ. Hạ Thiên thật sự có chút lo lắng, nhưng khi hắn ngưng thần cảm nhận động tính khắp bốn phía, hắn chợt phát hiện ra dạ ngọc mị hạ thiên đi ra biệt thự đi đến bên cạnh hồ nguyệt lạc hắn cũng không biết dạ ngọc mị đã đứng đó được bao nhiêu giờ hắn chỉ có chút hiếu kỳ hỏi một câu em chân dài nhìn gì vậy trên núi có anh đẹp trai sao dạ ngọc mị không thèm quan tâm đến hạ thiên nàng vẫn lẳng lặng đứng đó dù tư thái tuyệt đẹp nhưng lại giống như người ở ngoài sang ngàn dặm hạ thiên thấy người phụ nữ này rõ ràng muốn quyến rũ mình nhưng lại tỏ ra không quan tâm đến mình đúng là muốn ăn đòn nhưng bây giờ Hạ Thiên muốn đánh dạ Ngọc Mỹ cũng không dễ dàng như vậy, tất nhiên hắn cũng có lòng tin, hắn chỉ cần thi triển được nhiều hơn 500, có thể lợi hại hơn dạ Ngọc Mỹ, đến khi đó hắn có thể mang theo vợ và nha hoàn đi ức hiếp dạ Ngọc Mỹ, muốn đánh đối phương cũng không khó. Hạ Thiên nhìn theo ánh mắt dạ Ngọc Mỹ, nhìn về phía thần Sơn, ánh mắt rơi lên thiên thần đỉnh, sau đó lầm bầm. Không có anh đẹp trai, chỉ có một ông già. Lúc này trên thiên thần đỉnh thật sự có vài người, Điều này cũng không có gì là lạ, vì mỗi ngày đều có người lên du lịch ở Thần Sơn, hơn nữa nhân số cũng không ít, tất nhiên đến khi trời tối thì trên núi căn bản không có người. Em chân dài, chẳng lẽ lão già kia là tình nhân của chị? Hừ, gọi là lão tình nhân, tất nhiên phải là tình nhân già lão, nhưng này em chân dài, ánh mắt của chị quá kém, chị muốn tìm tình nhân cũng nên tìm người giống tôi, vì tôi đẹp trai hơn nhiều, chị xem. Hạ Thiên muốn trêu chọc Dạ Ngọc Nghị nhưng lúc này hắn còn chưa dứt lời thì nàng đã xoay người hai luồng hàn quang từ trong mắt nàng bắn ra không thể không nói dạ ngọc mị khôi phục lại công lực như xưa và lực sát thương mạnh hơn hẳn vì vậy hạ thiên không khỏi ngẩn ngơ lời nói trêu chọc cũng không thể tiếp tục nhàm chán dạ ngọc mị nói ra hai chữ lạnh băng sau đó xoay người đi về phía biệt thự bộ dạng không thích đứng cùng với hạ thiên em chân dài chị không dùng cơm sao Hạ Thiên nhìn bóng lưng dạ ngọc mị rồi nói một câu. Tôi định đi ăn lẩu, chị có đi không? Cậu muốn hạ độc tôi nữa sao? Dạ ngọc mị dừng bước nhưng không quay đầu, nàng lạnh lùng hỏi. Tất nhiên là không, tối qua tôi đã hạ độc rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cậu! Dạ ngọc mị chợt xoay người dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Cậu còn dám hạ độc tôi? Ủa, trước đó tôi chưa nói cho chị biết sao? Hạ Thiên gãi gãi đầu, sau đó tỏ ra vô tội xem ra là tôi quên chưa nói nhưng chị cũng đừng lo lắng bây giờ độc sẽ chưa bộc phát vì tôi đã phát minh ra một loại độc dược mới gọi là độc dược đúng giờ hạ thiên dừng lại một chút rồi bổ sung thêm chị yên tâm độc dược đúng giờ này tuy không khác gì bom hẹn giờ nhưng không nằm trong kim đan mà nằm ở một vị trí bí ẩn trong kinh mạch của chị chị tốt nhất không nên đi tìm nó nếu chị tìm được sợ rằng sẽ nổ sớm như vậy chị sẽ trúng độc ngoài những thủ đoạn hèn hạ như vậy cậu nói xem cậu còn làm gì nữa dạ ngọc nghị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên bộ dạng hèn mọn này chị nói gì vậy tôi hỏi chị ngoài tôi ra ai có thể chữa kim đan đã vỡ cho chị ngoài tôi ra ai có thể thanh trừ âm hỏa cho chị ngoài tôi thì ai có thể làm cho công lực của chị tăng tiến như vậy hôm qua chị còn chưa đến kim đan kỳ bây giờ chỉ kém nguyên anh một bước đây là thủ đoạn hèn hạ sao Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn dạ Ngọc Mị. Tôi nói cho chị biết, tôi không gì không làm được, vì vậy thủ đoạn gì tôi cũng có. Dạ Ngọc Mị định phản bác nhưng lúc này phát hiện mình không thể nói gì hơn, năng lực thần kỳ của nghịch thiên bát châm thật sự không thể thay thế, thậm chí nàng còn cảm thấy tên khốn kia nếu ở đại lục tiên vân, chỉ sợ cũng sẽ có cuộc sống rất thoải mái. Với năng lực thần kỳ của hắn, sợ rằng sẽ được tất cả môn phái cung phục, tất nhiên cũng có vài môn phái tu tiên sẽ xử lý hắn, vì năng lực của hắn là tai nạn với các môn phái tu tiên. Còn nữa, nếu tôi muốn hạ độc chị, tôi còn nhiều biện pháp, Bạch Vân Sơn tối hôm qua không phải thiếu chút nữa bị tôi độc chết sao? Hạ Thiên bĩu môi. Chị chắc chắn sẽ không biết tôi hạ độc hắn thế nào. Cậu không phải dùng ngân châm đâm hắn sao? Dạ Ngọc mị hừ nhẹ một tiếng. Với ánh mắt của chị, cũng chỉ có thể thấy được điểm này mà thôi. Hạ Thiên không cho là đúng tôi đã hạ độc người kia ba lượt ngân châm đâm vào lòng bàn tay chỉ là một lần mà thôi còn hai lần nữa dạ ngọc mị cuối cùng cũng không khỏi hỏi một câu không biết sao lần đầu tiên chính là hai lần đối trưởng trước đó thật ra trong lòng bàn tay tôi đều có độc chất độc này có thể rót vào thông qua làn da hạ thiên có chút đắc ý lần thứ hai tôi dùng mê dược đóng băng chúng lại sau đó để nổ ra tình huống giống như không có gì nhưng thực tế trong không khí có mê dược Bạch Vân Sơn không phát hiện ra, vì vậy hít vào hơi nhiều. Hạ Thiên nói đến đây thì nhìn Dạ Ngọc Mị. Thật ra nếu tôi muốn hạ độc, bây giờ chị đã hôn mê từ lâu rồi. Nếu độc dược của cậu lợi hại như vậy, sao trước kia lại biến thành tên ăn mày? Dạ Ngọc Mị châm chọc. Này, khi đó tôi chưa chế độc, nếu không thì chị toi mạng rồi. Hạ Thiên có chút mất hứng, người phụ nữ chết tiệt này đúng là, đánh người không đánh mặt, bây giờ còn dám khoe khoang sự kiện kia. Dạ Ngọc Mỹ cũng không nói lời nào, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, điều này làm cho Hạ Thiên rất bực bội, hắn phát hiện mình sinh ra một cảm xúc mãnh liệt, đó là Hạ Xuân dược cho người phụ nữ này. Nhưng Hạ Thiên nghĩ đến lời căn dặn của thần tiên tỷ tỷ thì bỏ qua, trước tiên phải lấy nàng làm vợ, sau đó mới bỏ Xuân dược. Hạ Thiên buồn bực rũi lưng. Thôi khỏi, tôi không so đo với chị, bây giờ tôi đi ăn lẩu, chẳng muốn quản trị. Hạ Thiên nói đi là đi, hắn lóe lên rồi biến mất ở bên cạnh hồ nguyệt lạc ngay sau đó đi đến quán lẩu hôm nọ chào tiên sinh anh đi mấy người nhân viên phục vụ tiến lên hỏi một hạ thiên thuận miệng nói hôm nay cho lẩu chó nói xong lại có người đến chào tiểu thư chị đi mấy người nhân viên phục vụ lại tiến lên chào đón một người đến không phải là ai khác chính là dạ ngọc nghị tôi ăn lẩu cá vâng tiểu thư nhân viên phục vụ lên tiếng này em chân dài có tiền chưa hạ thiên nhịn không được phải hỏi xem ra người phụ nữ kia thích ăn cá không cậu tính tiền dạ ngọc mỹ lạnh lùng nói gọi tôi một tiếng chồng tôi trả tiền hạ thiên lười biếng nói cậu muốn trả hay không cũng được dạ ngọc mỹ hư lạnh nàng rõ ràng không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này cùng lắm thì không trả tiền có ai ngăn cản được nàng thế giới này không phải không có tiền là không thể sống, dạ ngọc mị không tiền vẫn sống tốt. Thôi, mặc kệ chị. Hạ thiên quyết định không so đo với dạ ngọc mị, ăn quan trọng hơn, bây giờ hắn đã khá đói rồi. Một giờ sau, nhân viên phục vụ quán lẩu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hạ thiên và dạ ngọc mị, hai người này rõ ràng quen biết nhau nhưng mỗi người ăn một nồi lẩu, điều này còn chưa tính, hai người bọn họ còn không ăn uống lãng phí một chút nào, đúng là có thể ăn uống. Tất nhiên so ra thì Hạ Thiên ăn nhiều hơn Dạ Ngọc Nghị, vì nàng chỉ ăn nồi lẩu bình thường mà thôi, còn Hạ Thiên ăn một nồi lẩu chó và gọi thêm vài chục món ăn không sót một miếng. Rõ ràng ở phương diện ăn Dạ Ngọc Mị cũng không phải tầm thường nhưng Hạ Thiên thì thật sự là vô địch. Hạ Thiên cuối cùng cũng giúp Dạ Ngọc Mị trả tiền, hắn chẳng phải chưa từng ăn cơm chùa nhưng cũng không thích ăn nhiều. Không phải hắn không có tiền, điều quan trọng là bây giờ hắn cảm thấy ức hiếp bọn họ cũng không có ý nghĩa, vì vậy trừ những khi bọn họ động vào hắn hắn sẽ không làm gì bọn họ. Ra khỏi quán lẩu, Hạ Thiên không quay về mà đi đến một tiệm thuốc trung y. Cậu lại muốn chế độc dược nữa à? Dạ Ngọc Mỹ vẫn đi theo Hạ Thiên, nhịn không được phải hỏi một câu. Hạ Thiên không trả lời, hắn đi vào, sau đó đưa đơn dược liệu cho bà chủ. Có bao nhiêu bán hết cho tôi? Bà chủ là một thiếu phụ hơn 30, nàng nhìn qua, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Xâm núi bao nhiêu năm? Tùy tiện, bao nhiêu cũng được hạ thiên thuận miệng nói điền thất cũng vậy sao thiếu phụ lại hỏi sao nói nhảm nhiều như vậy không mau đem ra tôi sang tiệm khác hạ thiên có chút mất kiên nhẫn vừa rồi hắn đã nói rõ sao người phụ nữ này vẫn không để yên được chờ tôi vào phòng lấy ra thiếu phụ đi vào trong một lát sau mang ra đủ bọc lớn bọc nhỏ audio điện tử võ tấn bền